lúc Đức Thầy ở Tổ đình Hòa Hảo. Khoảng tháng 9 năm Kỷ Mão, năm 1939, có lần Đức Thầy đến nhà tôi luận bàn đạo lý. Ngài cho biết, bây giờ tôi đi đâu, anh em tín đồ cũng theo đến đó. Tuy nhiên, có thời gian tôi vắng mặt rất lâu, chẳng một tín đồ nào biết được tôi ở đâu. Tôi thắc mắc liền hỏi, thầy vắng mặt, chừng nào thầy mới trở về? Chừng tới thời kỳ tôi mới trở về, và khi trở về ngã hậu. Ông Hương Sư biết ngã hậu là ngã nào không? Xin miệng nói tên vì thầy cấm. Khi tôi trở về thì bằng thể xác như trước, chỉ có khác là năm vắng mặt. Thầy còn trẻ, khi về thì xác đã già. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Giàng. Tiếp theo mẫu chuyện ngày thầy về. Một ngày thượng tuần tháng 11 năm Kỷ Mão năm 1939, buổi trưa, lúc thưa khách thập phương, Đức Thầy qua bên nhà tôi, nói, ông bà Úc à, sau này có thời gian tôi vắng mặt hết lâu, tín đồ chẳng biết tôi ở đâu mà tìm, làm cho tín đồ phải buồn bã và uất ức, nhưng ấy chẳng qua là cơ thử thách mà thôi, ông bà Úc biết không? Hai lần trước, họ quyết bắt tôi cho kỳ được, nhưng tôi không để cho họ toại nguyện. Tuy nhiên, lần sau, tôi cố ý cho họ như ý. Tôi liền hỏi, thầy đi rồi, có về lại nữa không? Về chứ. Tôi nói cho ông bà Úc nhớ là tôi về y nguyên xác này, tức đi sau thì về vậy. Thầy về luôn hay đi nữa? Tôi chỉ về thời gian ngắn thôi, rồi đi nữa. Tôi nói cho ông bà Úc hay, trong khi tôi tạm thời vắng mặt, thì ở nhà đều có chư thần ghi chép tất cả những việc làm của bổn đạo không sai một mãi. Đến khi tôi trở về thì họ nạp sổ thiện ác, cuốn nào cuốn nấy dày cộm, ghi người nào chân tu trung tín với đạo, kẻ nào dối tu mượn đạo tạo đời phá giới. Tôi niêm yết lại, từ đó không ai còn ăn năn sám hối gì được nữa. Tuy nhiên tôi chỉ về 7 ngày là vắng mặt tiếp. Sao thầy về rồi lại đi mau quá vậy? Đức Thầy lộ vẻ buồn. Ngài châu mày nói, vì lúc đó là thời kỳ của năm chèo thi hành sứ mạng, nó nổi lên sát phạt vô số kẻ ác hung. Nếu tôi ở lại sao khỏi động lòng, mà ra tay bắt trừ nó sớm hơn thì có lỗi với thiên đình, nên bắt buộc phải vắng mặt để nó trị kẻ ác hung, sau đó mới trở về thâu phục nó. Khi con nghiệt thú ấy nổi lên sát phạt, không chỉ nó nuốt riêng nước Việt mình, mà các nước trên thế giới cũng không người nào thoát khỏi nó. Kẻ hung thì bao nhiêu nó cũng nuốt hết. Nó được chư thần tiếp lôi lại cho nó nuốt. Khi no rồi thì cắn bỏ đến máu chảy thành sông, thây trôi lệnh nhển. Chừng đó ai muốn vớt thây thì cứ xuống chợ mới mà vớt. Còn người lương hiền thì nó chẳng hề đụng đến. Lúc ấy 18 nước thấy tai họa ấy đem bom to súng lớn, đại bác thần công, máy bay tàu chiến đưa đến quyết trừ nó, nhưng không trừ nổi, bởi nó có thần thông quảng đại. Các cường quốc sử dụng vũ khí tối tân đều bị nó phun lửa cháy hết. Nó còn bay lên không trung phun lửa đỏ trời, các nước kinh sợ hơn. Bây giờ họ hợp sức lại tìm phương trị nó, nhưng tất cả đều bó tay. Cuối cùng họ thống nhất giọng bàn hương án giữa trời cầu nguyện, xin Phật trời gia hộ cho có bậc tài cao đức trọng xuất hiện ra tay cứu độ dân thoát cơn hiểm nạn. Bây giờ tôi trở về đi trên mặt nước, hiện ra trước mắt các cường quốc, hỏi họ, sao các ông không còn cách nào trị con nghiệt xúc ấy phải không? Thưa ngài, chúng tôi chẳng còn cách nào trị nó. Nếu vậy các ông coi tôi thu phục nó. Con số năm chèo biết tôi là về là nó lặng mất dạng. Thầy dùng phép màu kêu nó mới chịu nổi lên. Từ thân hình to lớn dị thường, giờ nó biến lại, chẳng phải là sáu năm chèo, mà hóa thành con lông mã, chạy tới hai chân trước. Nó quỳ xuống. Thầy bước lên lưng nó ngồi, con mã lông chạy biểu diễn, ban đầu còn ở mặt đất, kế chạy trên mặt nước, sau cùng nó bay lên không trung, như đi trên đất liền.
Thầy khiển nó trở lại đất liền thì trên lưng có hàm ấn. Nghe đức thầy lược kể chuyện vị lai có chút cơ quyền, tôi nhớ lại lời châu ngọc của ngài: thu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Theo lời kể của ông Quỳnh Văn Quốc. Tiếp theo mẫu chuyện thầy hẹn. Tôi thường xuyên ở nhà bác cả, đi đâu hai anh em cũng đi chung. Đức bà thương tôi như thương đức thầy, thường gọi tôi là con. Đức thầy thường nhắc nhở tôi: hãy sáng lo tu hành cho đúng theo tôn chỉ, đặng sau phò vua giúp nước. Không biết thời thế ra sao, liệu có sống đến ngày ấy không? Anh cho mày mạnh tới ngày thầy về lập hội. Nhưng lúc đó tôi không chịu hỏi là hội gì, hội Long Hoa hay là hội Long Dân. Và còn cho biết: chừng nào mặt nhật mọc hai thì thầy đem xác về quê cha mẹ. Theo lời kể của bác Trần Văn Phát. Tiếp theo mẫu chuyện: muốn gặp thầy phải nhìn sâu vào giáo lý. Lúc đức thầy còn ở tổ đình Hòa Hảo năm Kỷ Mão, năm 1939, ba tánh khắp nơi tìm tới nhà ông cả, tổ đình ngày nay, nghe ngài thuyết pháp khuyến tu. Đến giờ nghỉ trưa là hết thời pháp và cho biết thầy sẽ xa vắng bổn đạo thời gian khá dài. Ngày vào nghỉ trưa, bên ngoài mọi người ngồi chồm nhóm bàn tán xôn xao, mỗi người nói một câu một. Trong lúc này mình nhìn đức thầy cho kỹ để sau này mình không lầm bọn ác. Tôi nhìn bên tay trái của đức thầy bị ngựa cắn lúc còn nhỏ, nên khi thầy trở lại tôi không lầm kẻ gian trá. Tôi thấy hảo tướng của thầy không ai bằng. Tôi nhìn trái cổ của thầy có ba ngấn. Từ trong nhà đức thầy đi ra ngắt lời mọi người: mấy ông nhìn thầy vậy sao được? Nếu mấy ông nhìn thầy bằng hình tướng như vậy bị lầm lắm đa, vì sau này cũng bị ngựa cắn như tôi. Và cũng có người có cổ ngấn y hệt như vậy, là tôi trở lại hay sao? Nếu mấy ông muốn nhìn khỏi lầm thì phải nhìn sâu vào chân lý hay giáo lý của tôi là gặp tôi. Nói dứt lời, đức thầy quay trở vào nhà. Tôi không sao quên lời dặn dò chí thiết của đức thầy: từ nay cách biệt xa nhau, ai người tâm đạo đừng to phụ thầy. Giữa chân đang nở đất dây, chưa vui bụi hiệp bỗng thầy. Xa gần về hết, tôi hỏi: thưa thầy, chuyện xấu năm chèo có sự thật hay thầy dùng cơ huyền để khuyên bá tánh làm lành tránh ác? Đây là sự thật. Ông xuống dưới bến sông Tiền chợ đình, chỗ đình thần có cây gia, đó là nơi nó gác mỏ sau này. Dạ thưa, nó gác mỏ làm chi ạ? Chờ người hung ác. Mỗi lần nó hả miệng là nuốt 500 người. Và ai dạy gì tới đó cho nó nuốt đâu thầy? Vậy mà họ sắp hàng cho nó nuốt mới là lạ.
Nghe vậy, ông cả, Đức Ông hỏi: 6 năm chèo, bụng bao lớn vậy thầy Tư? Mỗi lần nó hả miệng ra là bằng cả nhà ông cả đấy. Nghe Đức Thầy nói rõ vậy, từ đó tôi cố gắng tu hiền như lời giảng dạy của Ngài. Theo lời kể của ông Tư Tỏ: Tiếp theo là mẫu chuyện Chuyện Mai Sau. Trong chuỗi công tác khuyến nông, bấy giờ là ngày 22 tháng 5 năm Ất Dậu, tại sân vận động tỉnh thành Châu Đốc. Về tới nhà, tôi hỏi: Dạ thưa, trong sấm giảng quyển 3, thầy cho biết: Lắp rồi cái hồi long quang, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn sát cùng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột Thượng Ân Thánh Đức chỉ chọn người hiền. Nhưng sao con thấy hiện giờ kẻ ác hung thì đầy đàn, còn người hiền lương nhân ái thì quá ít. Ở lộn xộn với nhau thì làm sao biết được ai hung ai hiền? Ông đừng lo, chừng đó để đến lúc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Trong Thiên Lý Ca. Dạ bạch thầy, vậy kẻ hung, người hiền đều chết hết sao? Không, cứ lo tu hành đúng y tôn chỉ tôi đã dạy. Đến chừng đó, có ngài Văn Thù Bồ Tát chèo thuyền Bát Nhã tới rước. Nghe thầy nói tôi yên tâm, vì nhớ lại lời Đức Thầy cho biết. Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền chuyện sự đời. Khoảng hạ tuần tháng chạp năm Kỷ Mão năm 1939,
Tại tổ đình, Đức Thầy dắt tay hai ông, năm hiệu, biện hùm. Còn tôi theo sau, đi ra phía sau nhà. Ngài lấy tay chỉ mọi người nhìn xuống con lộ xứ từ khoảng An Hòa Tự, qua Hưng Nhân, giữa làng Hòa Hảo, có cánh đồng bé. Đức Thầy nói, sau này, cánh đồng bé bơm bỏ như dưa hấu. Dạ bạch Thầy, vậy bá tánh và anh em tín đồ chết hết sao? Ông Năm Hiệu hỏi, vậy mà không sao. Hồi lâu, Đức Thầy nói, nửa sao ở đây, Hòa Hảo, chỉ biết lo ăn cá rô, cá sặc bập bẹ, chứ không ăn được cá lớn, cá lóc như bên Kiến An, Long Kiến. Mọi người im lặng, không ai dám hỏi gì thêm. Thầy trò quay vào, tôi bạo dạn đọc lời giảng của Đức Thầy. Lâu qua hồi ân cần lo lập, lập cho rồi tám thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đàn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước chèo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dài chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, tham cho thấy sự lây lần nặng tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lờ ngào biến mơ khoe khoang. Đến nay là buổi nhà trống ruộng quang, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nàng tay dồn dập xóm làng còn chi. Phần cho tròn cuối niên thân dầu mất còn sẽ phân. Đức Thầy nhìn tôi ánh mắt như thông cảm. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Trác, tiếp theo mẫu chuyện Đạt Ý, khoảng trung tuần tháng 10 năm Kỷ Mão năm 1939, tôi từ làng Vĩnh Hanh, trong dinh ông Thẻ, lên viếng Đức Thầy tại tổ đình. Giờ lúc ngài chỉ tay tôi, nói với hai ông lão, hai ông theo tôi. Thầy trò cùng xuống bến sông Tiền, đứng kế gốc cây gia gần bên nhà mát của ông cả. Đức Thầy chỉ tay xuống sông Dầm Nao, nói, tiếc gì tôi tắt cạn đìa tại Hòa Hảo, vậy mà ở đây chẳng biết bắt lấy cá to để cho tổng định hòa bắt. Đức Thầy lên tiếp độ bệnh cho bá tánh. Tôi chứng kiến sự việc và nhớ lời châu ngọc của ngài mà suy gẫm. Đường ta vốn thiệt không dễ, vô duyên khó biết lời thầy nói sao.
xuân hoa. Hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Theo lời kể của ông Hương Chánh Sơn. Tiếp theo mẫu chuyện Vị Trí. Đêm 21 tháng Giêng năm Canh Thìn, năm 1940, Đức Thầy và đoàn tùy tùng đến nhà tôi trao đổi thi văn với các lão túc nho trong làng Mỹ Hội Đông. Ông Nguyễn Thanh Tân, thầy Tám Đăng, có cả ông chính diện Nguyễn Kỳ Trân ở Định Yên. Lên nữa, lúc mọi người ngưng đối đáp thi bài, tôi hỏi, dạ bạch thầy, hiện sáu năm chèo nằm tại đâu và cồn nào? Đuôi nó nằm dưới cồn Bà Hòa, thân dài tới đò Rạch Gọc, đầu nó từ sông Dàm Nao tới gần chợ Đình, nằm chờ thiên định, mấy cù lao nơi nó nằm, lâu ngày đất bồi lắng. Khi nghe tiếng sấm nổ, thì nó chuyển mình dùng dậy, thì cù lao bị sập theo. Theo lời ông Lâm Tuấn Dĩ. Tiếp theo mẫu chuyện Vị Trí. Ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn, Đức Thầy và đoàn tùy tùng đến viếng làng Mỹ Hội Đông, chợ mới. Đức Thầy và tôi cùng ngồi trên chiếc xe lôi độ hơn cây số là tới ngang chợ Xóm Bún. Tôi hỏi, dạ thưa thầy, Vị Trí sáu năm chèo hiện nằm ở đâu vậy thầy? Đầu nó quay về hướng chợ Đình. Qua hảo, hai bên lượng của nó lớn giáp khúc eo của sông Dầm Nao. Mỗi lần nó gấp là 500 người hung ác. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Giàn. Tiếp theo mẫu chuyện Gấp Tép. Năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy và bộ đội dân xã Hòa Hảo đóng quân gần bản danh Liên Quân Bình Xuyên thuộc Đông Nam Bộ, cùng tham gia kháng chiến chống giặc Pháp. Một hôm, Ngài ghé thăm gia đình một tín đồ nghèo khổ, đi kéo tép về rửa sơ, rồi đổ hết vào cái nồi bằng đất, bỏ vào ít muối, để y cả rau, rồi nhắc xuống cả nhà cùng ăn. Họ lấy đũa gấp dính nhiều con đưa vô miệng ăn ngon lành. Đức Thầy hỏi, có lạc lắm không? Dạ lạc. Đức Thầy nói cho cả gia đình ấy biết. Nè, sao chừng tới việc sáu năm chèo nổi lên nó gấp người hung, kẻ ác như gia đình ông gấp tép vậy? Lúc đó mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Tuy nhiên Đức Thầy cho biết, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Hay là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồn, thường lê thứ tới hồn khổ não, và dùng phép màu lập lại thượng nguyên, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ từ nơi lao lý. Trích trong Kệ Dân Của Người Hùng. Thuật theo lời ông Võ Văn Thường, chiến sĩ miền Đông. Tiếp theo mẫu chuyện Trả Quả. Sau thời gian khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày nọ Đức Thầy qua ngồi trước sân nhà tôi nói chuyện. Bảo quản, anh em tín đồ tới quy y ngày một đông, bên tôi chứa không hết, phải qua nhờ nhà bà như thế, có buồn không? Có buồn chi đâu, thầy ra đời dạy đạo, các nơi bà con tụ về đây nghe lời đạo lý tu hành là có duyên sâu mới được như vậy. Anh chị em tới đông chừng nào là cái phước chung, chứ sao lại phải buồn? Nè bà Út, từ đây về sau ở trước sân nhà bà đừng trồng cây trái chi hết, để tín đồ tôi tới đây trả quả. Lúc bấy giờ trước sân có nhiều mái vú đựng nước mưa. Thầy nói, chừng tôi trở về bá tánh bệnh vô số, không sao đủ thuốc thang trị kịp, chừng đó tôi múc nước rảy trúng ai thì nhảy hết bệnh. Đó là nhờ họ biết ăn ở hiền lương. Nghe thầy nói, tôi lấy làm lo lắng, nhớ lại lời Đức Thầy từng dạy. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Sấm Giảng Quyển 3, thuật theo lời bà Phạm Thị Phố. Tiếp theo là mẫu chuyện Con Sông Nước Chảy Dòng Cầu. Về địa lý, có dịp đi trên máy bay nhìn xuống cù lao kết,
ta thấy cái đuôi nó lên tận thủ đô Nam Giang, Campuchia, đầu quay về phía sông Dàm Nao, hồi Hoa Thủy. Khi con nước rồng, nước từ sông Tiền chảy xuống sông Dàm Nao, ngang qua chợ Xéo Búng, đuôi Nàng Hét, làng Mỹ Hội Đông, cũng là mối giáp nước. Khi nước lớn, nó chảy qua con sông Hậu, chảy dòng lên. Từ sông Tiền chảy xuống sông Dàm Nao, chảy dòng qua sông Hậu, giống như hình cầu vồng. Ngày nọ, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo chẳng bao lâu, Ngài cùng số tín đồ, ông Hương Sư Vàng, Hương Chủ Bó đi xuống chợ Đình. Ông Sư Vàng nêu thắc mắc. Thưa Thầy, trong giảng Thầy nói có con nghiệt thú nước người hung ác tại sông Dàm Nao. Có thật như thế không? Tôi nói cho bà con ghi nhớ, cái đầu nó gáp tại Dàm Nao ngang đây nè. Mỏ nó gáp lên cây da ở tại Đình Hòa Hảo, dưới bến chợ Đình. Cái đuôi nó ở dưới mặt dân Bình Hòa, chân gác lên Cù Lao Bà Hòa. Thì nó nổi lên thì không quay trở lại được vì quá lớn. Mỗi lần nó nổi lên nuốt 500 người rồi lặn xuống, nhưng chỉ nuốt toàn là người hung. Nghe vậy ông Sư Vàng hỏi, Thầy nói vậy sao tôi bán tín bán nghi quá. Bây giờ là thế kỷ 20, thời đại khoa học, người ta chế ra máy bay, súng liên thanh trái phá. Nếu thật có con thú dữ, nghiệt thú, thì họ đem máy bay quăng bom hay trái phá tiêu diệt, chứ đâu để nó tự giết, tự do giết người. Đức Thầy cho biết, nó là sáu thần, chỉ e máy bay gần tới bị nó thổi một hơi là cháy rồi, còn đâu mà giết nó. Ông Sư Vàng chỉ cây da nói, vậy thì tôi leo lên cây da lớn này, làm sao nó ăn được. Nhưng khi đó những người hung ác bị chư thần lôi cổ tới nạp cho nó hấp hà. Lúc đó tại gốc cây da, chúng tôi lấy cây sào đo thử, 11 thước cắm xuống vẫn chưa tới đáy sông. Địa điểm cây da ngang trước đình thần làng Hòa Hảo là bãi đất bồi khỏi cây da rất xa. Sau này bãi bồi trở lại sẽ là nơi ai có thuyền duyên coi sáu thần làm việc. Anh Hương Sư Vàng chỉ cây da trước bến sông đình Hòa Hảo nói thêm, vậy tôi leo lên cây da thì làm sao nó ăn tôi được. Đức Thầy cười và cho biết, tuy nói nó không ăn được, nhưng những người hung ác thì ở đâu chư thần cũng lôi vào miệng nó. Tới đây mọi người không ai dám nói gì thêm, thuật theo lời ông Dương Lai Bủ, tức Hương Chủ Bó ở làng Hòa Hảo. Ông Dương Lai Bủ, tức Hương Chủ Bó ở làng Hòa Hảo, sinh năm Giáp Thân 1884 ở làng Mỹ Hội Đông, bị giặc giết trên bến tàu Tân Châu ngày 6 tháng 11 năm Ất Dậu 1945, thọ 67 tuổi. Sông Dàm Nao còn có tên là Hồi Hoa Thủy. Nếu từ trên máy bay nhìn xuống toàn cảnh sẽ thấy Cù Lao Kết, đuôi nó từ Nam Giang, Miên Quốc, đầu nó quay về phía Nam Giang giống như hình con quy, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Khi nước rồng, nước từ sông Tiền chảy xuống Dàm Nao, ngang chợ Xẻo Búng, Mỹ Hội Đông, chợ mới, tới giáp con nước lớn, chảy qua sông Hậu như hình cái vòng cầu. Tương truyền, khi chuẩn binh lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đi thuyền ngoan qua suốt sông Dàm Nao, nước xoáy cuộn tròn, sóng bổ quanh thuyền dữ dội, hỏi ra mới biết đây là khúc sông nguy hiểm, sóng gió bất an, cuốn đắm vô số thuyền bè qua đây. Ông liền đặt lại tên sông là Thuận Dàm, có ý mong cho dàm sông này dân qua lại được bình yên. Người dân nghe được rất mừng, từ đó tên sông Thuận Dàm, Thuận Giang được dân gia kính cẩn truyền tụng. Có câu, thuyền xuôi châu đốc thẳng xuống Dàm Nao, thẳng tới ba sao coi chừng con nước đẩy. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí Tập Thượng và Hạ chép là Hồi Hoa. Địa điểm cây gia ngày xưa trước sân đình Hòa Hảo, bây giờ bồi thành bãi cát khá xa. Năm 1970, chúng tôi lấy cây đo thử độ sâu cây sàn, dài trên 11 mét, nhưng vẫn chưa tới đáy. Sau ông quy y, Đức Thầy tặng ông mấy bài thi, cho Hương Chủ Bó ở Hòa Hảo. Tâm hành từ thiền, dị an nhiên, phổ hóa hiền nhân, kiến Phật tiền
Quỳnh Long lộ dị năng kỳ diệu. Xuất thế điều đình chữa hiệu tiên. Danh sơn khai bút diều xanh chung, chúng trực phò nguy đại lình thiên. Tao sát phù dân khai nhất điểm mê, quy hồi tự lập diệt tiền khiên. Kỳ màu hạ sang mượn sát trần, cảm tình đồng loài lão quyến dân. Thầm thầm đây đó niềm liên ái, hợp tác cùng nhau nuôi bục thần. Di lộ thiên oai bảo giác dân, Ngọc Nam ẩn sĩ dị thường nhân. Sơn Giang thủ lĩnh thừa tiên đình, Tử Hải hòa giai tất hữu phân. Muốn thấy người xưa phải dèn mày, nam nhân hữu chi kiên bồng lai. Nhìn xem hiểu lão trong thơ ấy, từ cũ nho già đã cạn bài. Tiếp theo là mẫu chuyện Năm Chèo Quá Thân. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, Đức Thầy ở tại căn nhà số 150 đường Lơ Phèo, Sài Gòn. Văn phòng có vòng rào thường cắt một người bên ngoài gác, bên trong có toán phòng vệ. Mỗi khi có khách tới thì người bên ngoài báo vào trong để xin ý, nếu Đức Thầy cho phép thì được vào tiếp kiến, vì tình hình lúc này rất khó khăn. Ngày nọ, Đức Thầy ở trên gác nghỉ trưa, không hiểu sao có một ông già thân hình cao lớn, mặc bộ bà ba đen, đầu bịch cái khăn đỏ, đi thẳng lọt vô nhà, thế mà người gác cửa bên ngoài chẳng hề hay. Khi người ấy vào tới bên trong, thì toán phòng vệ có 6 người bao xung quanh, chặn người ấy lại. Ngay lúc đó, Đức Thầy đi xuống tới nửa cầu thang và lên tiếng: "Để cho ông ấy vô đi, nay ông Năm tới thăm tôi đó." Nghe Đức Thầy dạy, mọi người gian ra, người ấy theo Đức Thầy lên lầu, độ 2 giờ sau thì trở xuống. Thầy tiễn tới cầu thang, hỏi mấy anh em phòng vệ: "Mấy anh em biết người ấy là ai không?" "Thưa Thầy, chúng tôi không biết." "Có muốn coi cho biết ông Năm Chèo không?" "Dạ muốn." Đức Thầy lên tiếng gọi lại: "Ông Năm hãy quay lại cho anh em coi." Ông Năm trở vào ngồi trên ghế, vén ống quần cao tới đầu gối. Mọi người tụ lại thì thấy ống chân toàn là giấy sấu. Hồi lâu, ông kéo quần xuống, nhìn mọi người giáp lực, rồi đứng dậy đi ra, phút chốc mất dạng. Vậy mà anh gác cũng chẳng hay,
Đức thầy đi thẳng lên lầu, thuật theo lời bác hai cống. Tiếp theo là mẫu chuyện chết chôn ba lần. Ngày 9 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, trên đường công tác khuyến nông, Đức thầy ghé thăm ông Hưng Bộ Thạnh ở kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Nơi đây ngài nương ngủ 2 tháng 10 ngày, nay tiếp tục công tác tới Phụng Hiệp. Tiễn chân Đức thầy và đoàn, ông bà Bộ Thạnh hỏi: Bạch thầy, xin cho biết tương lai của con ra sao? Ông Bộ chết chôn ba lần. Thưa thầy, còn con, chừng bà Bộ chết tôi về. Thời gian sau, quê hương lan tràn binh lửa, ông Bộ Võ Mậu Thạnh phải chạy lên Cái Dầu, ở Châu Phú, Châu Đốc, đảm nhiệm chức thanh tra trong lực lượng cựu chiến binh Hòa Hảo Dân Xã, do ông Hai Ngoán, Lâm Thành Nguyên làm chủ tịch. Ông bị tai nạn giao thông qua đời, được an táng trong nghĩa trang chiến sĩ Hòa Hảo Dân Xã. Đến tháng 4 năm 1975, chính quyền cách mạng ra lệnh giải tỏa khu nghĩa trang, nên thân nhân tới cải táng đem về quê ở làng Nhân Nghĩa. Trong khuôn viên đất nhà có xây sẵn kim đỉnh. Về tới có người hỏi: an táng ông Bộ ở đâu? Thì đưa vào các kim đỉnh của ông chứ đâu. Bây giờ thì không được, vì kim đỉnh là nơi quân giải phóng chôn giấu vũ khí do ông Chính đã cài trái M50. Vậy là mọi người đành an táng tạm ngoài dòng thành mộ, chờ chạy tìm ông Chính đi tiếp quản dưới Cần Thơ. Tới năn nỉ, nhà ông về gỡ trái ấy rồi mới đưa lên đưa vào an táng lần thứ ba. Bây giờ mọi người mới nhớ lại Đức thầy báo trước ông Bộ chết chôn ba lần, thật là ngoài sức hiểu biết của thế nhân, và đó là sự nhiệm màu của bậc giác ngộ. Thuật theo lời ông Trần Văn Điều. Tiếp theo mẫu chuyện y lời. Đức thầy về đài khuyến nông tại sân vận động Cần Thơ, quần chúng và tín đồ đến dự kháng chật ních. Hôm sau, ngày 9 tháng 6 năm Ất Dậu, năm 1945, ngài về ghé thăm gia quyến ông Bộ Thạnh, nơi trước đây ngài lưu ngụ 2 tháng 10. Kể từ ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, năm 1940, đến rằm tháng 6 cùng năm. Hôm sau, ngài tiếp tục xuống Phụng Hiệp, Cái Răng. Khi đưa tiễn Đức thầy, bà Bộ Thạnh hỏi: Bạch thầy, thầy đi chừng nào thầy về? Đến chừng bà chết, tôi về. Từ đó, trải bao thế sự tang thương, 50 năm, đến năm Ất Hợi, năm 1995, thì bà Bộ Thạnh qua đời. Thân quyến đưa đến nơi an táng. Bấy giờ, bà Ba Trị, Giả Thị Trị là em gái ông Bộ Thạnh, hỏi tôi: sao không thấy Đức thầy về như lời hứa vậy cậu hai? Chắc thầy về bằng hóa thân. Không, thầy về bằng xương, bằng thịt mới phải. Lúc ấy cũng trưa, nên ông Năm phải hối thúc anh em vận chuyển gạch đá tới phủ mộ cho rồi. Tôi nói với ông: trong người không được khỏe, để tôi nghỉ một chút. Nói vừa dứt lời, tôi thấy một người mặc bộ bà ba đen, đầu đội nón lá, trong bận cái áo thun che gần khuất cổ, chỉ còn lộ ra cái cổ. Cái cổ ba ngấn của Đức thầy thì bằng tháng, nó khác hơn cổ người thường, có trái cổ nhọn. Xác định kỹ lưỡng thân tướng của Đức thầy hật lên, tôi mừng quá kêu lớn: ông chủ nhà ơi, ông có thượng khách. Rồi tôi kêu bà, cô Ba Trị: cô Ba ơi, đúng rồi, đúng rồi. Con cô Ba Trị bước tới lột khăn xuống xá thầy. Ngài vợ cái nón lá bỏ xuống đáp lễ. Tôi quan sát kỹ hồi lâu, bước tới hỏi: dạ, thưa ông, tôi phải xưng hô sao đây? Gọi tôi là cậu Tư được rồi. Cậu Tư có tới mộ bà Bộ Ba không? Tôi tới đây là để giữ lời hứa với bà Bộ, vậy là đủ rồi. Ở đây có nhiều thành phần quá. Ngưng một chút, người ấy nói: hồi tôi tới đây, bổn đạo đông lắm, bây giờ rơi rớt, thưa thớt quá. Ông ráng tu ngang, để rớt là mất luôn đó. Bây giờ cậu Tư về ở đâu? Bây giờ cậu Tư về đâu, ở đâu? Tôi sẽ về hướng chùa Cây Xanh, trên Hòa Hảo.
Thầy tới đây bằng gì? Tôi đi bộ. Có điều rất là lạ, lúc nãy chỉ có một người, mà bây giờ xuất hiện thêm hai người nữa. Một người đàn bà trạc độ 50 tuổi và cậu thanh niên. Tôi hỏi, bây giờ thầy đi đâu? Ra giàn sáng. Thấy vậy, ông chủ nhà sai người con thứ hai lấy ghe máy cô Le Tư đưa ra chợ giàn sáng. Bây giờ, bà cô Ba Trị hỏi tôi, lúc nãy cậu nói chuyện với Đức Thầy, sao thấy cậu mày nói gì mà nhếch nhếch cái miệng, còn quơ hai tay vậy? Lúc đó tôi nói lớn tiếng, mừng quá khi gặp lại Đức Thầy, hai tay định ôm lấy, nhưng sao đã bị cứng đơ, không ôm ngài được. Ông Phật mà mày dám ôm à? Theo lời kể, ông Trần Văn Điều. Tiếp theo mẫu chuyện, con kinh Đồng Tiếng. Trên bước chu du thuyết giáo trong thập niên 40, năm 1945, Đức Thầy cùng đoàn tùy tùng đi ngang qua con đường làng An Long, thuộc quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc. Nay là Đồng Tháp, cách Hồng Ngự 13 km, trên làng An Phong 10 km và ngoại làng Phú Thành 7 km. Đức Thầy tự nhiên đứng lại hồi lâu, nhìn con sông Tiền, rồi quay vô hướng Đồng Tháp 10. Ngài chỉ bụi tre lớn cặp bờ sông, nói, sau này tại đây vào năm con trâu, sẽ khai con kinh sáng mới xuyên Đồng Tháp 10 tới tỉnh Tân An, về Sài Gòn. Ngài chỉ bụi tre cặp bờ sông Tiền xác định, người ta cho khai giàm tại bụi tre kia. Các tín đồ lão niên nghe Đức Thầy tiên báo để ý, lúc bấy giờ chưa có quốc lộ 30, Đồng Tháp 10 phèn chua, đất còn hoang hóa, chỉ có cỏ năng, lát, bạc ngàn. Vì thế, quốc sách khai quan để di dân cần thực hiện. Mãi đến năm 1960, phóng tiêu, năm sau, năm 1961, lực lượng sáng thổi đưa lên làm lễ khai giàm có vài trở ngại. Gặp ngay mùa nước nổi, chiếc sáng bị trôi xuống cả cây số, 1.300 mét. Số lão niên lấy làm lo lắng. Tuy nhiên, sau đó bộ phận lãnh đạo và kỹ thuật cương quyết điều sáng trở lại. Điểm cắm tiêu tiếp tục mở giàm đúng ngay bụi tre năm xưa Đức Thầy chỉ. Nó nằm tại đất Ông Châu Công Phủ, An Long, và tiếp tục nhiều năm sau nữa mới hoàn thành. Cư dân địa phương gọi là giàm sáng An Long. Chính phủ đặt tên kinh Đồng Tiếng dài 90 km tới mấy huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng thuộc tỉnh Long An, ngày nay thẳng về Sài Gòn. Bây giờ các tín đồ lão niên kiểm chứng lời Đức Thầy tiên báo năm xưa là chính xác, theo lời ông Nguyễn Quang Đốc. Tiếp theo mẫu chuyện chiếc xe hơi. Ông Phán Long, Hồ Viết Long ở Sa Đéc mua chiếc xe Renault CL609, mạo già mới mua về làm phương tiện đưa rước Đức Thầy trong công tác khuyến nông qua Cần Thơ. Sau đó đến ngày 21 tháng 5 năm Ất Dậu năm 1945, rước Đức Thầy từ Hà Tiên về Châu Đốc. Ngồi trên xe, ngài nói, chiếc xe này có duyên với tôi. Tới nơi, ngài nói với ông Phán Long, ông về nhà lo đám dỗ, rồi sao lên rước thầy. Đến mùa thu tháng 8 năm 1945, chiếc xe này bị VM trưng dụng. Thực dân Pháp chiếm lại tỉnh Sa Đéc, VM bỏ lại ở cái tàu thường. Lợi dụng sự có mặt của người Pháp, ông Phạm Văn Ngởi đem về Sa Đéc sửa sang, rồi trong dịp chạy đường Vĩnh Long Sa Đéc bị VM tấn công nên bỏ. Sau vụ việc này, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Sa Đéc đem về tu bổ và gửi về đất ông để dành cho Đức Thầy sử dụng. Theo lời kể, Hồ Viết Long. Tiếp theo mẫu chuyện phải cột, phải kèo. Được tin, Đức Thầy về nương ngụ nhà ông Hương Bộ, Võ Mậu Thạnh, Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, Châu Thành, Cần Thơ, được hơn tháng. Một ngày tháng 5 năm Canh Thìn năm 1940, cha tôi, ông Võ Văn Xạ, còn có tên là Đạo Tức Năm Xạ, dắt tôi, con trai thứ ba là Võ Văn Tặc, lái chiếc xe hơi Jackson Queens, vào gần nhà ông Bộ Thạnh, lội bộ một đoạn. Đường quê bấy giờ rất khó đi, có ý thăm dò và tìm hiểu tận tường về cách độ đời của ngài.
Lúc này rất đông người tới nhờ ngài trị bệnh và nghe thuyết pháp. Thế nhưng hai cha con tôi vừa bước vào nhà ông Bộ Thạnh, thầy vui vẻ nói liền: "Phải cột, phải kèo rồi, còn chờ gì nữa?" Nghe nói vậy, cha con tôi xin ngài cho quy y vào đạo. Năm này cha tôi 36 tuổi. Hai cha con tôi làm lễ quy y xong, đức thầy sửa tên cho tôi và nói: "Quy y rồi thì tu phải đắc đạo chứ." Từ đó, mỗi khi có lệnh thầy là cha tôi lái xe đưa ngài đi giảng đạo, nhất là trong công tác khuyến nông. Do tình hình kinh tế thế giới bị khủng hoảng trầm trọng, trong nước nạn đói xảy ra lan tràn từ Bắc và Trung Kỳ. Sau đó, thân phụ tôi trực tiếp tham gia giải cứu đức thầy tại nhà ông ký giỏi ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 10 tháng 10 năm 1942. Trong lần công tác, cha tôi lái xe chạy tới ngã ba Phú Lâm, xe bị hư. Do công tác quan trọng, cha tôi đưa đức thầy sang xe về miền Tây rồi ở lại sửa xe để hỗ trợ dẫn xăng cho xe chạy. Vô tình đụng vào đổ bình ăn con, niêm xe phật cháy, và cha tôi qua đời cùng ngày, mùng 5 tháng 8 năm Ất Dậu năm 1945. Được tin, đức thầy phái bác sĩ Đào Tuấn Kiệt lo an táng cha tôi tại nghĩa địa Phú Thọ, quận 5, Sài Gòn. Ngày cha tôi qua đời, đức thầy cho người gọi tôi lên Sài Gòn và đưa cho tôi 3 đồng Đông Dương dạy đi học lấy bằng lái xe và làm tài xế cho ngài, đồng thời tặng cho tôi cái áo bà ba trắng. Thời ấy, xe hơi muốn chạy phải dùng cây quay để quay cho máy nổ. Trong một lần bất cẩn, tôi bị cây quay đập trúng vào trán và máu tuôn chảy. Đức thầy lấy tay đè lên, lúc sau máu hết chảy, tôi không thấy đau đớn chi và tiếp tục công việc được giao. Như đức thầy ân cần dạy bảo tín đồ: "Lựa cho phải cột, phải kèo, phải dây, phải giấy mà theo kẻo lầm." Sau này, nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, em gái thứ tư của tôi, Võ Kim Nhị, cùng chồng là Đoàn Hữu Thạnh và con trai là Đoàn Thanh Dân, dốc dáng rất giống ông ngoại, tức ông Năm Xạ. Và người em trai tôi là Võ Thanh Nhàn, đưa hài cốt về an táng tại đất nhà ở Bà Khen, Long Xuyên, theo lời ông Võ Văn Đắc. Tiếp theo mẫu chuyện Điềm Trời. Chiều ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão, năm 1939, sau thời thuyết pháp mọi người ra về gần hết, còn lại số tín đồ thân cận, thầy trò ra trước sân nhà đức thầy, gọi ông Biện Đài, ông Quảng Diệp và tôi bắt ghế ra sân hóng mát. Bây giờ trời trong sao tỏ, ngài chỉ tay cho tín đồ thấy điềm trời vừa xuất hiện, hỏi: "Mấy ông có thấy sao Tử Vi chưa?" Thấy mọi người đều im lặng, tôi lên tiếng: "Con thấy sao nào cũng sáng hết, chứ đâu có biết sao nào tên là sao Tử Vi đâu thầy ơi." Đức thầy lấy tay chỉ lên nền trời và giải thích: "Để thầy chỉ cho mấy ông coi, sao Hôm lớn chừng 10, còn sao Tử Vi chừng 8, màu nó hơi đỏ, sáng hơn các sao khác. Tất cả các sao đều chớp, đặc biệt chỉ có sao Tử Vi là không chớp. Đây là vì sao chủ mạng của bậc chân chúa Minh Hoàng." Lúc ngài chỉ thì sao ấy nằm chinh về phía nam. Tôi hỏi: "Dạ thưa, sao Tử Vi mọc từ đây cho tới thời kỳ hay sao ạ?" "Đây là điềm tranh trước cho biết vậy thôi, rồi sẽ không thấy nữa, nhưng gần tới thời kỳ sẽ thấy trở lại." Bằng giọng rắn rỏi, ngài nói: "Tất cả các quy quyền hay thế lực đàn áp chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Các ông cứ an tâm lo hành đạo, đừng lo sợ gì hết." Mọi người đều im lặng, chuẩn bị đối đầu với một tương lai gần. Những việc lớn lao hơn có thể xảy đến cho thầy và đạo, cũng như tín đồ, như lời tiên báo của ngài. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đời còn chờ chuyện chi? Trên trời xuất hiện Tử Vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi, thương dân khó đứng
thuật theo lời ông Hương Hào Phỉ. Tiếp theo là mẫu chuyện Đức là đạo cả. Dũng nghe tiếng Đức Huỳnh giáo chủ ứng đối thi thơ rất tài tình xuất chúng, nên tôi mong có ngài tương kiến và được tin ngày 7 tháng 6 năm Ất Dậu năm 1945, ngài về khuyến nông tại công sở làng Mỹ Phước, Châu Thành, Long Xuyên. Tôi làm sẵn bài thơ tứ tuyệt. Giữ đạo từ lâu kính nhiệm màu, để lòng tầm đạo biết nơi đâu. Ngỡ mong bác ái từ bi quá, rộng lượng ơn thầy chỉ đạo sâu. Tôi đến nơi thấy thính giả thật chật nước công trường Trưng Nữ Vương, khi người cất giọng thật thanh tao, không một tiếng ồn ào nào cả so với các buổi diễn thuyết của các chính trị gia đương thời. Theo dõi suốt một buổi, tôi lấy làm kính phục vị thanh niên trẻ tuổi tài cao này. Tan buổi diễn thuyết, tôi đi theo về chỗ ngài dùng cơm. Do phải bận nhiều công tác phải giải quyết nên cố gắng đợi. Chờ khi ngài đang dùng cơm mới trình bày thi, đang dùng bữa, thế mà ngài vẫn vui vẻ tiếp xem và đáp họa ngay bằng cách ứng khẩu ngâm lên cho mọi người cùng nghe. Một tín đồ chép lại: kinh nhiệm lòng nhân ấy mới màu, đất là đạo cả chớ ở đâu. Duyên lành sẵn có ơn trên qua, bồi đắp nền nhân đất mới sâu. Được ngài đáp quả, tôi như cởi mở tất lòng, lại càng khâm phục nhiều hơn. Còn đức thầy tiếp tục dùng bữa, theo lời ông Nguyễn Trung Chánh. Tiếp theo là mẫu chuyện Tương Thông. Ông cả Mười, Lâm Tuấn Dĩ, làng Mỹ Hội Đông, và ông cả Bộ, Đức Ông, Hương cả làng Hòa Hảo là đôi bạn chức việc làng, nên quen nhau từ trước, sau ngày Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngày nọ, lúc 4 giờ chiều, ngày 20 tháng 11 năm 1939, ông cả Mười qua làng Hòa Hảo diện kiến và được ngài tặng hai bài thi tứ tuyệt bằng chữ Hán. Thiên lý dị nhiên tự sĩ hiền, ngôn xuất lam kiều dị khả biên, tam tấn tài phi ngô tất ảo, lưỡng hồn nhất phổ quả lưỡng xuyên, thân thiện cô nhi nhược thủy hà, phi hùng nhan khước tị ngôn xoa, phổ yến tử tôn canh kim mộng, thế thống tam đồ lạc âu ca. Mặc dầu là nho gia, nhưng khi về nhà ông cùng số nhà nho có tiếng trong làng như thầy Bảy Tốt, thầy Tám Đăng, ông Hương Lễ Ứng, bàn mãi vẫn chưa tìm được ý nghĩa. Mãi đến đêm 22 tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940, tức 2 tháng 2 ngày sau đó, Đức Thầy cùng đoàn tùy tùng đến viếng và ở đêm tại nhà ông, nên tranh thủ sau giờ đối đáp thi văn, ông cả Mười xin ngài dịch hoặc diễn ra quốc ngữ. Sẵn giấy mực, Đức Thầy diễn dịch hai bài thi trên. Trời đất chưa phân gọi sĩ hiền, lầu tiên lời lẽ là gần biên. Ba lần tranh đoạt ta ác biên, gặp kẻ hai hồn đổ hai xuyên. Mình lành có kẻ đổ qua sông, như có thầy nhan ẩn mặt hồng. Tích trước tiên thân thường đại khách, ba đời an lạc hưởng hầu công. Đức Thầy vừa diễn dịch xong, các nho gia, kể cả ông chính diện Nguyễn Kỳ Trân, từ Định Yên lấp dò qua tới đây, rất là khâm phục sau buổi trao đổi thi thơ. Theo lời kể của ông Dương Kim. Tiếp theo là mẫu chuyện Cây Quạt. Một ngày tháng 9 năm Kỷ Mão, năm 1939, ông Hương Chủ Bó, Dương Lai Bửu, ở làng Hòa Hảo đến viếng Đức Thầy tại Tổ Đình. Ngài cho ông ba bài thi tứ tuyệt và một bài thức ngôn bát cú đường luật.
Riêng bài thi Bát Cú có hai câu thật và luận: Quỳnh Long lộ dĩ năng kỳ diệu, xuất thế điều đình chữa hiệu tiên. Danh sơn khai bút diệu sanh chúng, trung trực phò nguy đại lệnh thiên. Bất giác, tôi nghĩ đến người xưa trong thân tộc, người mà trước đây cụ cố tôi, cụ Lâm Hàm Ninh, thường nhắc nhiều việc có liên quan nơi địa phương này thuở xưa, cùng Nguyễn Trung Trực về đây tác. Vào khoảng trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, có một tín đồ ở xa tìm đến tổ đình hỏi Đức Thầy: Thưa Thầy, con thấy trong xóm mỗi khi có người bắt gà vịt heo, trước khi cắt cổ họ sợ tội nên chú nguyện như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Giải ngay, hôm nay là ngày tháng năm, tao phóng sanh cho mày đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai con gà, con vịt, con heo ăn dơ ở bẩn nữa. Thế là họ ra tay hạ sát. Thưa, họ chú nguyện như vậy có đúng hay không, và con vật đó được giảng sanh hay không, thưa Thầy? Tôi hỏi ông, nếu có người bắt ông, họ niệm chú giảng sanh như thế rồi giết ông, ông có ưng mà bằng lòng không? Con vật cũng thế, đó là ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng những mang tội ác sát sanh mà còn thêm trọng tội đem danh hiệu Phật làm tròn ngụy lý mê hoặc thế gian. Cảm nhận được lời dạy tỏ tường của Đức Thầy, người tín đồ vui vẻ ra về. Chữ rằng nhân vật giữ đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe, thuật theo lời của Trường Quy. Tiếp theo đến mẫu chuyện bài chú giảng sanh. Lối hạ tuần tháng chạp năm Kỷ Mão 1939, bấy giờ Đức Giáo Chủ còn ở tại tổ đình. Một hôm, tôi và số anh em đồng đạo có mặt khá đông. Ngài hỏi, trong các ông, có ai thuộc bài chú giảng sanh trong kinh Phật từ trước bằng tiếng Phạn không? Bạch Thầy, tôi còn nhớ. Một ông lão đứng dậy, Đức Thầy bảo ông ấy đọc: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Và Di Nị Và Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Đọc dứt, ông ngồi xuống. Đức Thầy cho biết bài chú này phiên âm Phạn ngữ, học lâu thuộc và ít ai biết được nghĩa lý, nên đọc thường bị sai chữ. Vậy để tôi đọc bài chú giảng sanh khác cho mấy ông nghe. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Cứu Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Tức là 36.950.000.000 thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Phật đồng tiếp dẫn vong linh hay phổ độ chúng sanh. Ngài giải thích, bài này dùng vào hai trong ba việc. Một, dùng trong thời gian niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi. Nó có ý nghĩa như câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng rộng nghĩa hơn. Chữ lục tự có tính vị kỷ, chỉ niệm cầu cho mình, nhưng bài giảng sanh này có ý vị tha, là cầu cho tất cả chúng sanh. Song hai câu này, lục tự và Tây Phương đều niệm được. Hai, dùng trong lúc hộ niệm cho người trước khi tắt thở, chết. Ba, khi người chết, không cần biết lạ hay quen, đều hướng tâm nguyện thầm cho họ hay các sanh vật, nhất là trong mọi sinh hoạt, đi đứng của người cư sĩ tại gia. Chúng ta hiện giờ không khỏi gia chạm làm đau đớn hoặc thiệt hại đến sanh mạng các loài sanh vật trong bốn loài noãn, thai, thấp và quá sanh, như cày ruộng, nấu ăn, uống nước. Tuy là nghiệp sát vô tình, nhưng ta cũng phải mắc nghiệp nợ đó. Cho nên, giờ phút nào chúng ta cũng phải niệm bài chú này hoặc niệm Phật liên tục, để vừa biết ơn và thương xót tất cả, đồng thời vừa cầu cho tất cả chúng sanh được siêu sanh tịnh độ
và nguyện tu hành đắc đạo để độ các linh hồn đó. Ấy là chúng ta tự chuyển đổi cái nghiệp nợ quán thù ra cái ân và kết duyên lành với họ. Sau này nếu ta tu đắc đạo trước sẽ độ được họ, bằng họ đắc đạo trước sẽ độ được ta. Đức Thầy giải thích xong, mọi người lấy giấy viết nhờ Ngài đọc lại. Mãi đến năm 1945, Đức Thầy mới viết quyển 6, tức Tôn Chỉ Hành Đạo, thuật theo lời ông Bùi Văn Ưởng. Tiếp theo đến mẫu chuyện Người Cùi Nói Tiếng Tây. Ông Hương Chánh, Cao Văn Viết ở thôn Bình Thạnh Đông, Châu Đốc. Ngày nọ đi lên Châu Đốc, thấy có người cùi gây lộn bằng tiếng Tây tại chợ Châu Đốc. Cùi xuống giữa dời Châu Đốc thẳng sông, đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau chiếu vẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lăng mạ ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Quyển nhất. Tiếp theo đến mẫu chuyện Mượn Ghe. Khoảng trung tuần tháng 7 năm Kỷ Mão 1939, sau ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, lúc chân linh của Đức Giáo Chủ dạo Lục Châu, thì ông Cả Từ bị mất chiếc ghe lường có môi, cho người tìm mãi không được. Đức Thầy cười và tặng bài thi: Thoàn nhỏ ly gia dị tất nan, bửu sanh du lịch Lục Châu Giang, kim sơn thương mãi toàn lê thứ, thức tỉnh bá gia giấc mộng tràng. Đức Thầy đọc bài thi cho Đức Ông nghe và nói: Ông Cả đi kiếm mấy ông thầy nho mượn bàn thử xem. Thuật theo lời ông Cả Từ. Tiếp theo đến mẫu chuyện Chèo Ghe. Anh tôi ở Hòa Hảo thấy có ông già chèo chiếc ghe khẩm mà đi nước ngược. Anh bơi xuồng theo không kịp. Ông già kêu anh nói lớn: Mày ăn thịt trâu nhiều quá, chèo theo tao sao nổi. Nghe vậy anh nhận thức được sự việc, nên về quy y và kể lại chuyện này. Giả từ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé an thầy Pháp nói rằng lỡ chơn. Trước sau bày tỏ nguồn cơn, vì thương lê thứ chẳng sờn lòng đấy. Có người lối xóm muốn gây, sinh sáo trái bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe be, mà lại điên nhẹ nước ngược thẳng sông. Ra quai thuyền chạy như dông, người nhà xuống bến trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá tai. Thần tiên mà chẳng ai hay. Quyển nhất. Tiếp theo đến mẫu chuyện Mất Trộm. Cô Tư Cứng ở Hòa Hảo, ở gần nhà Đức Ông, bị trộm lấy mất một cây lãnh và rất nhiều quần áo. Cô buồn rầu khóc lóc. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1939, khi đó có một chiếc ghe. Trong ghe có bốn người, ba tớ một thầy, ghé vào nhà cô coi bói. Một trong bốn người này, sau khi xem xong nói với cô: Của đã mất thì thôi, cô không nên buồn rầu. Vụ trộm này do bà con cô điềm chỉ, ráng lo làm rồi sau sẽ khá bằng ba. Quả thật sau này nhờ mua bán giải ở chợ Mỹ Lương rất khá. Tiếp đó Đức Thầy bảo cậu Út Quỳnh Thạnh Mậu, bào đệ của Ngài, đem trao cho cô Tư Cứng hai bài thi tứ cú: Kích động thiện tâm lụy xót xa, thoàn loan trở gót dụng tiên khoa. Khuyên giải phàm nhân tan sầu muộn, vật dụng gia đình khó kiếm ra. Thương đó lòng đây rất thiết tha, thiên định số căn mới xảy ra.
đói thấy tà gian trung trực ghét, nhưng vì giận hạn chẳng phui ra. Đoạn giảng sau đây nói về trường hợp liên quan ấy. Con thuyền đương lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nai, bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điên nghe vội giả hoài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Quyển nhất thuật theo Thất Sơn Màu Nhiệm. Tiếp theo đến mẫu chuyện bán thuốc Sơn Đông. Ông Tài Công Hợi ở Hòa Hảo kể lại: có hai người lạ tới nhà ông, một người xin giả gạo, một người bán thuốc Sơn Đông. Có mời cô Tư Cơ mua một ghe thuốc bổ trị bệnh phong, dặn nên pha với nước nóng chứ đừng pha với rượu vì nó kỵ thai. Bây giờ anh Quỳnh Văn Gọn con ông Út Quốc, sau này là đại đội Gọn, và một người bạn tên là Khâm đi lại coi quảng cáo, nói với cô Tư Cơ: đừng mua thuốc Sơn Đông mãi vỏ, chẳng hay ho gì đâu. Lúc đó ông Quỳnh Văn Quốc, Út Quốc có phận sự coi chừng sát đức thầy, lẻn ra ngoài đường đi tiểu, thấy hai anh này nói chuyện nên đi lại rầy. Thì thấy người bán thuốc Sơn Đông đang nhổ răng cho người hàng xóm. Đây là đoạn kế tiếp nói về vấn đề này. Rồi đi dạo xóm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe, trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu, nó hồng kỵ thai. Hai thằng ở xóm bằng nai, nó nói ngày rày thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này trải cỏ làm chi. Bước ra nhà nọ một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Sấm giảng quyển nhất thuật theo Thất Sơn Màu Nhiệm. Tiếp theo đến mẫu chuyện cúng tiền đi non bồng. Ông Năm Hẳn, người làng Kiến An, quận Chợ Mới, về phần xác quan dân trường quan công, cho biết ông thấy cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo khác thường, có ghé vào nhà ông thuyết đạo và ứng khẩu ngâm thơ rất hay. Vị nhân giảng rất nhiều điều, nhưng ông chỉ nhớ ông cụ khuyên: mình người tu niệm vậy mà, nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Đồng thời ông cũng năm cắt bạc tiền đi non bồng, rất phù hợp với đoạn giảng này. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật dậy thì xuống đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giảng dân. Quảng chi nắng sở mưa tần, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương bá tánh lắm ôi, bồng lai tiên cảnh sao rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tệ xá thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà, nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cũng năm các bạn tìm đi non bồng. Sấm giảng quyển nhất. Tiếp theo đến mẫu chuyện cánh tay thần. Nhà tôi cách nhà ông Hương cả từ tổ đình Hòa Hảo dưới khoảng 300 thước, nên thường lui tới nghe thầy Tư đọc tiếng rất lạ tai. Trong đêm khuya thanh vắng, có lẽ là tiếng Phạn hay là Tây Tạng chi đó. Nhiều lần thầy Tư khuyên tôi tu hành, nhưng tôi còn do dự,
vì chưa mấy tin tưởng. Buổi tối nọ, lại nhà ông cả, thấy thầy đang nằm ghế bố gần vách nhà, tôi nói: "Ông Tư, làm sao cho tôi tin thì tôi mới chịu tu." Chẳng trả lời, ngài liền giơ cánh tay lên nói: "Ông nhìn trên vách coi có thấy gì không?" Tôi thấy người chỉ giơ cánh tay mặt lên, kỳ lạ thay, trong vách hiện ra bóng hai cánh tay. Rồi thầy giơ hai chân lên thì hiện lên bốn bóng chân. Thế mà tôi vẫn chưa mấy tin. Còn nói: "Tôi với ông tới đứng trước tấm kiếm, rồi ông làm sao tôi thấy sau lưng ông là ai thì tôi mới tin." Thầy Tư nói: "Ông không tin thì thôi, tôi không thể chiều theo ý muốn của ông." Ít ngày sau, vào buổi tối nọ, thầy Tư đến nhà tôi nhằm lúc vắng người. Thầy nói: "Tôi khuyên ông đã nhiều lần mà vẫn còn lần lựa, không sớm lo tu hành. Nay tôi nói cho ông biết, quân sư Trạng Trình là tôi, và Phật thầy Tây An cũng là tôi. Tùy sự nhận xét của ông, tôi không khuyên ông nữa." Thấy tận mắt sự quyền diệu phi phàm của ngài với nhiều vấn đề khác đã được chứng kiến, tôi xin thọ giáo quy y. Sao nhớ lại những lời của đức thầy nhủ khuyên mà lòng rai rứt, không biết đền đáp lòng bao dung của ngài. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng sao nhớ lại những lời của đức thầy nhủ khuyên mà lòng rai rứt không yên, biết làm sao đền đáp với tấm lòng bao dung của ngài. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Kẻ dân của người khùng, thuật theo lời ông Nguyễn Duy Hinh. Tiếp theo đến mẫu chuyện muốn sờ mình thầy. Đức thầy bị thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu, trú ngụ nhà ông Ký Giỏi, cựu thơ ký soái phủ Nam Kỳ. Vào ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, lúc này tôi, Trần Văn Nhật, đang làm việc tại đây. Tuy quy y theo ngài nhưng chưa đặt hết lòng tin vào thầy, nên thầm ước chừng nào sờ vào mình thầy mới chịu tu. Ngày nọ đức thầy vào phòng tắm, tình cờ ông đi ngang qua, ngài gọi lại bảo: "Ông tới đây sờ vào thân mình thầy coi cho biết." Tôi vừa mừng nhưng lại rất sợ, và cũng vừa lo nghĩ, sao thầy biết được tâm niệm của mình mà cho phép. Suy tư là vậy, nhưng dẫn tới bên thầy, liền sờ tay bên phải thì lạnh băng, sờ tay vào bên trái của thầy cảm giác rất nóng, lấy làm lo sợ. Thế nhưng cũng từ đó tôi thật sự kính tin đức thầy, ngài cho biết cụ thể. Bên lạnh là của Phật, còn bên nóng là thần thánh đó ông Nhật ạ. Từ đó ông Nhật thật sự kính tin và hành trì theo tôn chỉ Phật giáo Hòa Hảo, thuộc theo lời bà Ký Giỏi. Tiếp theo đến mẫu chuyện trả nợ. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, một thời gian tiếng tâm thầy Tư Hòa Hảo độ bệnh, cứu nhiều người thập tử nhất sinh được mạnh lành. Ba chúng tôi, Bộ Cột, Năm Lố và tôi, từ làng Hưng Nhơn, sau khi ăn cơm sáng xong, rủ nhau qua tổ đình nghe thầy Tư thuyết pháp. Sau để hỏi một việc, anh Bộ Cột hỏi tôi: "Anh giáo qua muốn hỏi việc chi?" Chừng nào tôi hỏi thì anh biết. Chúng tôi đi luôn ba buổi. Buổi đầu thầy hỏi Bộ Cột, Năm Lố. Buổi kế hỏi Năm Lố, Bộ Cột. Tới buổi thứ ba mới hỏi hết ba người. Thầy Tư nói với tôi: "Hai buổi rồi ông giáo có ý buồn tôi, vì đi ba mà hỏi có hai người, còn ông tôi chừa lại. Có chuyện như vậy vì tôi biết ông giáo muốn hỏi tôi một việc, tôi nhường cho ông hỏi trước điều mà ông không hỏi." Hai buổi rồi ông giáo có ý buồn tôi, vì đi ba mà hỏi có hai người,
còn ông tôi chừa lại. Có chuyện như vậy vì tôi biết ông giáo muốn hỏi tôi một việc, tôi nhường cho ông hỏi trước mà ông không hỏi, cho dù muốn hỏi cũng không nói ra lời. Thôi bữa nay muốn hỏi việc chi thì cứ hỏi. Lúc này tôi được thầy cho phép nên hỏi: Thưa thầy, như tôi mắc nợ 1.000 giả lúa mà tôi làm có 2 công ruộng thì làm sao mà trả cho hết nợ? Đức thầy trả lời: Đành rằng trả không hết nợ, nhưng ông quyết tâm trả nợ cho đến khi nào trả hết nổi thì nhờ chủ nợ ân xá cho, không sao đâu, đừng lo. Bây giờ tôi không còn thắc mắc gì nữa. Nhớ lại ông Phan Châu Bá có lần hỏi việc tương tự, đức thầy đáp quả: Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Bạc Liêu năm Tân Tỵ 1941. Tôi vô cùng bái phục đấng cứu đời. Thuật theo lời ông Giáo Thuận. Tiếp theo đến mẫu chuyện chư thần đòi 3 lần. Khoảng trung tuần tháng 5 năm 1939, một đêm nọ tôi nằm ngủ chừng canh 3, nghe chư thần mách bảo Phật đã ra đời giáng thế ở làng Hòa Hảo. Tôi ngồi dậy rất tỉnh tuồng, suy nghĩ hồi lâu, cho là mộng mị, tiếp tục nằm ngủ. Đêm sau có tiếng chư thần thôi thúc nữa: Nay thầy đã về Hòa Hảo rồi, sao không lên tìm? Sáng ra lại có sự buồn ngủ rất lạ kỳ, nên vào nhà nằm như mọi lúc. Khi giấc ngủ chập chờn thì gặp vị thần quở: Đây là lần thứ 3, nếu không nghe thì đừng có trách. Vậy là tôi lên Hòa Hảo một chuyến cho rõ thực hư. Tới nơi tôi vào nhà ông Út Quốc, vừa là thân chủ vừa là đồng đạo. Hai người đang trò chuyện thì từ bên nhà đức thầy bước qua, nắm tay ông Bảy Còn, vừa cười vừa nói: Dữ hôn, đợi chư thần đòi 3 lần ông mới chịu tu. Thôi, mời ông Bảy qua nhà, đêm nay ông ngủ với tôi. Đoạn ngài nói: Ông Bảy muốn thử tôi lắm phải không? Dứt lời đức thầy vào trong lấy giấy viết ra làm 2 bài thi Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật và trao bài thơ cho ông Bảy, nói tiếp: Nè, ông đọc đi, coi có phải của người xưa không? Tôi không biết chữ Nho, nhờ cậu Tư đọc giùm cho. Thuộc theo lời ông Út Quốc. Tiếp theo đây 2 bài thơ khoáng thủ của người xưa. Đức thầy liền đọc bài thi Thất Ngôn Bát Cú Khoáng Thủ. Đạt đạo hoằng khai kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu vi tiên, ngao du thế giới hoàng sanh chúng, quý tiện trí ngu trạch nhân hiền, châu di phục thị an bá tánh, thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên, diễn cận chư châu quy nhất thống, an cư lạc nghiệp phước vô biên. Nghe qua bài thơ tôi vừa sửng sốt vừa kính phục. Sau đây là bài thơ Bát Nhẫn. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên. Lúc này ông Bảy Còn không còn nghi ngờ gì nữa, liền quỳ bái phục, nhưng đức thầy đỡ dậy và nói: Không nên, xác tôi còn nhỏ tuổi hơn ông Bảy nhiều, ông muốn lại
thì tới bàn Phật mà lại. Sáng sớm ông Bảy nói với tôi, không còn nghi ngờ ai khác được, từ đây quy nhất thống. Thế là ông Bảy quy y vào đạo theo tôn chỉ hành đạo do Đức Thầy giáo hóa. Đáng tiếc thay, chỉ một phút đặt đức tin thiếu chánh tín, ông Bảy đã bị tà giáo lợi dụng. Thuật theo lời ông Huỳnh Văn Quốc. Tiếp theo đến mẫu chuyện gieo nhân lành. Sau ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, tại làng Hòa Hảo quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc như nhộn nhịp hẳn lên. Làng sống người khắp lục tỉnh Nam Kỳ, kẻ tới, người đi đổ xô tới nhà ông Cả Bộ, Đức Ông, để xem tài độ bệnh hoặc nghe thuyết pháp, hay thử tài thi văn của các nhà trí thức cũ và mới về người thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Đặc biệt là giọng ca tiên, giọng Bắc Hòa Nam rất lạ tai, đã kích động không ít người hiếu kỳ, trong đó ẩn ý cao siêu lạ lẫm. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thế mà thương, chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất lính còn theo bắt, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, trốn bờ bụi lính còn theo bắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát, kệ dân của người khùng. Mọi người tự hỏi, đây không phải là bài ca, thi phú cũng không phải, thơ dè hay cậu tự đọc kinh chú, chứ nào biết đây là giảng kệ do ngài ứng khẩu và sáng tác. Từ đó tiếng đồn ngày càng gian xa, từ thôn quê hẻo lánh đến thành thị, người đi kẻ về. Thầy qua nhà ông Út Quốc nhờ bà Út giúp, tôi muốn tổ chức nấu cơm đãi khách phương xa, nhưng lo ông cả không vui, nhờ bà Út nấu đãi khách giùm tôi có được không? Được chứ, có mấy người ăn? Có 4 người, còn người ở gần tự lo. Khi dọn cơm xong, bà Út bước qua gặp Đức Thầy cho hay, cơm dọn sẵn, tôi coi ai ở xa mời dùng cơm. Ngài bước ra sân, trong làng người đông đảo, tìm ra 4 người ở xa. Ít ngày sau, ngài cũng qua nhờ giúp nữa. Mấy người ăn vậy Tư? Dạ có 8 người. Đến lần thứ 3 cũng vậy. Ngài qua nói với bà Út, bữa nay có khách xa đông hơn nữa bà Út ơi. Mấy người vậy Tư? 40 người. Rồi, để thím lo. Bà Út tốt quá, vừa tốn của, tốn công, còn vui vẻ nữa. Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, không sao đâu. Thôi, bà Út ráng giúp tôi đãi khách, sau này có dịp tôi độ cho bà. Đã tốn công, tốn của, lại không buồn, không mong cầu gì cả, đáng quý lắm. Thế rồi dòng thời gian cứ trôi lặng lẽ, trải qua mấy mươi năm, biết bao cuộc biển dâu thay đổi, sau ngày Đức Thầy tạm vắng. Ấy thế mà lời hứa năm xưa được ngài thể hiện cụ thể như trên. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Sấm giảng quyển 3, thuật theo lời bà Út Quốc. Đoạn giảng trên sau này Đức Thầy viết lại: mùa màng thất, đói đau không thuốc. Kế câu sau: thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Tiếp theo đến mẫu chuyện ăn trộm sám hối. Sau tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, tại nhà ông Hương Bộ, làng Hòa Hảo, nơi tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, quần chúng khắp nơi tìm tới nhờ trị bệnh, nghe pháp
và xin quy y vào đạo. Trong số có người chuyên nghiệp ăn trộm bước vào xin thưa chuyện. Thưa thầy Tư, gia đình con đã ba đời sống bằng nghề trộm cắp, ông nội, cha và con. Nay nghe thầy giảng dạy đạo lý ở đời, nên con nhận ra điều sái quấy. Nếu không nối nghiệp nhà, sẽ bị đói và mang tội bất hiếu. Nên con xin Ngài cho tiếp tục nối nghiệp nhà, con mới dám quy y vào đạo. Để cảm hóa con người tội lỗi với ngụy lý ấy trở lại con đường thiện lương chân chánh, thầy từ bi chỉ dạy. Nếu muốn vậy, trước khi hành nghề, phải niệm Phật ba lần, gọi là đền công khổ chủ, làm ra của cải. Người kia vui mừng khôn tả. Mãi đến ngày 30 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, nhân tiện Đức Thầy làm lễ đưa lư hương từ tổ đình về An Hòa Tự, chùa Thầy. Người cùng tiếp thỉnh lư hương là ông hương trưởng Lê Phát Huynh. Trở lại việc anh đạo chích ngày hôm ấy, lén vào chùa, rình bộ lư đồng xuống, bỏ vào bao. Chợt nhớ lời Đức Thầy dạy năm xưa, anh suy nghĩ, chùa là nơi tu hành, bá tánh mỗi khi tới đây cúng lại, nguyện cải ác tùng lương. Mình lỡ vào đây lấy của chùa là của chung, của bá tánh thập phương. Lâu nay mình sống trong đêm dài tăm tối, bằng nghề bất lương, lại được Đức Thầy từ bi giáo hóa, đến nay sao mình vẫn còn gây nghiệp ác. Nghĩ vậy anh vô cùng hối hận, nên bỏ lại bộ lư đồng. Bây giờ Đức Thầy đang ở phòng tiếp khách. Anh trộm quỳ xuống thưa, bạch thầy, con xét thấy lâu nay mình sai lầm, nên chọn nghề khoét vách đào tường, gây khổ đau cho nhiều người. Con sống trên mồ hôi nước mắt của mọi người, nhờ thầy từ bi cảm hóa cho con được vào đạo. Nay lại dám lén vào chùa lấy bộ lư đồng, con hối hận nên bỏ lại trên chùa, xin thầy bao dung. Ngay lúc đó ông Từ tới trình với Đức Thầy, bạch thầy, bữa nay có ăn trộm vô chùa lấy bộ lư hương, chẳng hiểu sao họ bỏ lại. Người ấy bước ra thú nhận, người ăn trộm ấy là tôi đây. Đồng thời soi qua thưa với Đức Thầy, xin thầy chứng minh cho con thành tâm sám hối việc làm sái quấy lâu nay, lại dám cả gan đặt điều kiện với Ngài. Từ nay nguyện bỏ hẳn nghề bất lương đạo tặc, lo làm ăn chân chánh. Đức Thầy hoan hỷ nhận lời và có lời nhắc nhở: ác thứ sáu ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đúc huệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Nguyễn Khuyến Thiện thuật theo lời Nguyễn Quang Lợi. Tiếp theo là mẫu chuyện diễn dịch Phạn ngữ và Hán ngữ sang Việt ngữ. Tháng 7 năm Nhâm Ngũ 1942, lúc Đức Thầy lưu trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi, Bạc Liêu, thấy trong quyển Tăng Đồ nhà Phật có những châu chú mà xưa kia các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thường đọc trong những sinh hoạt thường ngày đáng ghi nhớ. Đó là những nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam. Đức Thầy diễn dịch tóm gọn cả tinh hoa tư tưởng Phật giáo Đại Thừa từ bộ Kinh Hoa Nghiêm trong số 24 bài từ Phạn văn ra Hán văn. Đây chỉ lấy tiêu biểu bài thứ 15: năng lễ sở lễ tánh không tịch,
cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mãn lễ. Dịch nghĩa: con đang lại Phật, và Đức Phật là người được lại, cả hai đồng một bản tánh, đó là tánh không, nghĩa là không có tự thể bất biến, cũng do nhân duyên trùng trùng duyên khởi, tác động với nhau mà có. Vì cùng một bản tánh nên có sự cảm giao giữa Ngài và tôi, cũng như Bồ Tát với chư Phật là không thể nghĩ bàn. Nay con ở trong đạo tràng rực rỡ, đẹp đẽ, sáng lạng như viên ngọc vô giá. Trong đạo tràng này có vô số mười phương chư Phật, con thành kính cúi đầu quỳ lại, xin nương tựa Ngài đấng giác ngộ, được nhà Phật diễn dịch ra kệ văn: sự lại Phật vốn không, yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, mười phương Phật hiển bầu hình ảnh, có bóng tôi cùng sánh các Ngài, từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu làm lễ, nguyện rài quy y. Đây là bài diễn dịch tuyệt vời. Nay tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Cả đạo tràng là chuỗi ngọc, trong đó có tôi là viên ngọc, cũng sáng, trong đẹp, quý, như thể được gắn vào sâu chuỗi ngọc. Bởi vì ở trong đạo tràng, các Ngài và tôi đều có thể tánh là Phật, có thâm nhập viên mãn vào thế giới Hoa Nghiêm. Một là tất cả, tất cả là một, kể cả vũ trụ vạn hữu. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cùng sánh các Ngài. Chỉ có hóa thân Phật, Bồ Tát mới diễn dịch xuất thần đúng với tinh thần Hoa Nghiêm, mới chính xác và rất là Việt Nam. Đức Thầy diễn dịch: từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu làm lễ, nguyện rài quy y. Và đây là nguyên văn bài thứ 16. Phật quang nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni tó ha. Đức Thầy diễn dịch: Phật thấy chén nước có trùng, 48 vạn muốn dùng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh, khác nào ăn thịt chúng sinh hằng hà. Thuật theo lời tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, Thủy Nguyên. Tiếp theo là mẫu chuyện lá thư vấn bằng tiếng Pháp. Khoảng tháng 9 năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy trú ngụ tại nhà ông Ký Giỏi, Bạc Liêu. Sau thời gian tìm hiểu, thân phụ tôi trực tiếp quy với Đức Thầy. Bấy giờ tôi đậu tú tài toàn phần và đang du học tại Pháp Quốc. Cha tôi điện tính báo cho biết, đồng thời gọi tôi sắp xếp về nước. Cha con tâm sự, tôi có lời khuyên: cha đừng nên theo mấy ông đạo ích học mà lâm vào con đường mê tín dị đoan, hãy ráng lo làm ăn. Mặc dù ông biện giải cách nào tôi cũng chẳng nghe, lại còn tìm cách muốn hạ bệ thầy Tư Hòa Hảo để cho thân phụ tôi hồi tâm chuyển ý, nhằm chứng minh là tôi nói đúng. Tôi biết được thầy Tư chỉ mới học xong bậc tiểu học, tất nhiên chẳng rành mấy về tiếng Pháp. Trước lúc diện kiến thầy Tư, tôi thức suốt đêm viết lá thơ toàn chữ Pháp để hỏi. Hôm sau tới Tư gia ông Võ Văn Giỏi, cụ thư ký soái phủ Nam Kỳ, tôi cố thể hiện cử chỉ kiêu ngạo, thế mà lạ thay, vừa gặp Ngài tự nhiên tôi chắp tay xá dài, chẳng dám ngẩng đầu lên, mặt tôi tái mét, tay chân đều run rẩy, cố giữ bình tĩnh vẫn không sao giữ được. Thầy Tư lên tiếng: mời hai cha con ông Tú ngồi ghế. Tội nghiệp ông Tú phải thức suốt đêm viết thơ cho tôi, cảm phiền ông chờ một chút nghe. Dứt lời, Ngài xoay sang tiếp chuyện với mấy vị khách có vẻ tri thức tới trước. Có vẻ trí thức tới trước, hồi lâu quay lại nói với tôi: bây giờ ông Tú nghe cho kỹ, tôi trả lời thư của ông đây. Vậy là Ngài đọc một tràng tiếng Pháp không dấp không ngưng,
rồi giải thích lại bằng tiếng Việt qua những lời tôi nói trong thư, mặc dù lá thư còn nằm trong túi, khiến cho tôi xuất mồ hôi hạn. Từ đó, tôi tín phục hoàn toàn và theo Ngài kháng chiến chống Pháp. Đức Thầy quả là bậc siêu phàm, nên hóa giải được phàm tâm hiếu thắng của tôi, và tôi rất tự hào được làm tín đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Thuật theo lời ông Huỳnh Thành Vị, Tú Tài Vị. Tiếp theo là mẫu chuyện. Ngày 4 tháng 7 năm Canh Thìn 1940, nhà cầm quyền thực dân Pháp buộc thầy Tư từ bệnh viện Cần Thơ lên Sài Gòn, đi thẳng vào nhà thương Chợ Quán, nhà thương điên, lấy cớ là chữa bệnh tâm thần. Vừa bước vào cửa, viên chủ quản bệnh viện, y bác sĩ Trần Văn Tâm là ba tôi, hỏi: "Ở ngoài xé bao nhiêu giấy thuế thân của người ta rồi, nhưng khi thấy cử chỉ trang nghiêm và tín đồ tới lui thăm, ba tôi mới biết đây là ông đạo, nên đem những điều học được qua sách báo bằng pháp ngữ vì Phật giáo ra hỏi, được Ngài giải đáp thông suốt, mạch lạc thấu lý. Ba tôi rất khâm phục và lưu tâm nhiều hơn. Một hôm như thường lệ, ba tôi vào thăm bệnh, bước vào phòng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh. Cứ nghĩ là mình đi lộn phòng nên trở ra nhìn số phòng và số giường thì không hề sai. Nhưng lạ lùng hơn, ba tôi quay trở vào phòng, bây giờ chẳng phải là cụ già mà là ông đạo trẻ do ba tôi trực tiếp chăm sóc. Từ đó người chính thức quy vào đạo và sau này trở thành một ủy viên trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương đầu tiên. Bây giờ bà nội tôi lâm trọng bệnh, ba tôi xin Đức Thầy cứu độ. Ngài hỏi: "Các bác sĩ tiếng tâm ở Sài Gòn bó tay hết rồi phải không?" "Vô phương cứu rồi, nhờ Thầy tế độ cho mẹ tôi. Tôi có thể giúp cho mẹ ông lành bệnh chỉ 6 tháng mà thôi, nửa năm, ông nhớ đấy." Đức Thầy chỉ đưa cho ba tôi tấm giấy vàng và dặn: "Về nguyện cầu chư Phật rồi đốt lấy tro hòa vào nước lạnh cho bà cụ uống. Nếu không chứng kiến những quyền năng, có lẽ ba tôi không thể nào tin theo, vì ông đang là giám đốc bệnh viện Tây Y." Bà nội tôi bình phục. Với ơn cứu tử này, ba tôi làm bản phúc trình gửi lên thượng cấp. Lẽ đương nhiên, đây là bản báo cáo làm bằng pháp ngữ. Trước khi chuyển đi, ba tôi trình Đức Thầy xem qua, trong đó có câu. Câu này được dịch ra tiếng Việt: "Đây không phải là người điên khùng, mà là vị giáo chủ của nền Phật Pháp chấn hưng." Đức Thầy nói với ba tôi: "Ông thầy thuốc không nên tỉ chữ Abotre." Rồi tự tay xóa chữ Abotre, thay vào đó câu "Set on Bonjulon", chữ Bonjulon tạm dịch là chú tiểu. Đây là thuật ngữ mà ba tôi thường gọi lúc Đức Thầy mới vào viện. Ngài cho ba tôi biết thêm: "Ông thầy thuốc càng đề cao tôi bao nhiêu thì thực dân Pháp càng làm khó dễ và chúng nghi ngờ nhiều hơn, cho nên cứ gọi như buổi đầu." Lời dặn dò của Đức Thầy nhắc nhở ba tôi là bài học thể hiện đức tính khiêm nhường, khôn ngoan, giả dại. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại. Nếu tranh đương ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân, chữ nghĩa. Giác mê tâm kệ. Thuật theo lời ông Trần Kim Thiện, trưởng nam của bác sĩ Trần Văn Tâm. Tiếp theo là mẫu chuyện viết chữ Hán, Nho. Mới đó mà đã nửa năm trôi qua, thân mẫu tôi trở bệnh trầm trọng. Không kể đêm khuya, tôi vào bệnh viện gặp Đức Thầy, cầu xin Thầy cứu độ cho mẹ tôi thoát cơn bạo bệnh. Đức Thầy hỏi: "Ông còn nhớ lời tôi dặn trước kia chứ? Tôi chỉ cứu căn chứ không thể cứu số. Đến nay mẹ ông đã khỏi bệnh 6 tháng chưa?" Bạch Thầy: "Đúng rồi, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, bao giờ con cũng cầu mong cho sóng lặng gió dừng. Kính xin Thầy thương mà cứu mẹ con." Cảm động trước tình người hiếu tử, Đức Thầy hỏi:
Bà cụ suốt đêm không ngủ được phải không? Dạ phải. Đức thầy kê toa, từng nét chữ nho sắc sảo, nhanh nhẹn nhảy múa dưới ngòi bút, chạy trên trang giấy. Tôi liên tưởng đây là Đức thầy đang cho mẹ tôi lá bùa hộ mạng qua bàn tay huyền diệu của Ngài. Tới đây, vừa lúc Đức thầy buông viết xuống, Ngài cho biết, nếu 11 giờ đêm nay bà cụ qua được, thì mạng sống mới còn hy vọng. Bằng không thì ông nên xem như là đã tận nhân lực. Sáng ngày tôi đến trình với Đức thầy. Thưa, mẹ con đã mất. Đức thầy hỏi, bà cụ chưa kịp uống thang thuốc đó phải không? Dạ, thuốc sắc chưa tới thì mẹ con trút hơi thở đúng 12 giờ khuya. Ông hãy bình tĩnh lo hậu sự cho bà, đó là quy luật. Đức thầy từng cho biết, nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thành cho khỏi. Khuyến thiện, thuật theo lời ông Trần Văn Tâm, giám đốc bệnh viện nhà thương Chợ Quán. Nói tiếng Nhật, tôi đã chứng kiến nhiều lần thực dân Pháp và bọn Việt gian ức hiếp đồng bào ta. Thừa thế mạnh của người Nhật, nên tôi học làm thông ngôn cho quân đội Nhật, hầu có cứu giúp dân mình. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, tôi tìm đến văn phòng nhà số 150 đường Lô Phèo ở Sài Gòn ý kiến Đức thầy. Thấy trong tay Ngài đang cầm cuốn Conversation Japanese, còn đang thưa chuyện thì có viên quan ba, sĩ quan đại quý Nhật Bổn đến xin gặp Ngài. Tôi định tháo lui nhưng Đức thầy không cho, bảo cứ ngồi lại đó. Mở đầu câu chuyện, viên sĩ quan Nhật nói theo câu chuyện bữa trước, hôm nay chúng tôi muốn được tiếp nhận ý kiến của Ngài. Tôi đã nói là tôi không có ý kiến gì. Người Pháp đã một lần cho rằng tôi hoạt động cách mạng chống họ, nên họ làm khó dễ đủ điều. Bây giờ không lẽ các ông buộc tôi phải thêm một lần hoạt động chống Nhật nữa sao? Tín đồ của tôi chỉ biết tu nhân học Phật, còn tôi lo việc cứu nhân độ thế mà thôi. Suy nghĩ một phút, viên sĩ quan xoay sang ngỏ ý muốn tôi tránh mặt để cho hai người trao đổi chuyện bí mật. Tôi hỏi ý và được Đức thầy cho phép lui ra để hai người trực tiếp nói chuyện. Viên quan ba không nói được tiếng Việt. Nửa giờ sau, Đức thầy tiễn chân viên sĩ quan ra tận cửa. Ngài tươi cười nói với tôi, tôi vừa học tiếng Nhật lúc nãy, bây giờ có dịp xài tới liền, nhưng không biết nói Yoto hay Yotonai đây nữa chứ. Thuật theo lời ông Minh Nguyên. Tiếp theo là mẫu chuyện Chắc Không. Tôi có tâm nguyện gặp bác Bảy Nguyễn Chi Diệp, người có túc chuyên bên Đức thầy, mong được học hỏi nơi bác những trải nghiệm trong tu hành đúng theo tôn chỉ học Phật tu nhân, và tôi được như ý. Trung tuần tháng 5 Quý Sửu 1973, tôi lên viếng tổ đình Đức Quỳnh Giáo Chủ cùng số đồng đạo, duyên mai cho tôi gặp bác Bảy và xin nghe chuyện bác được Đức thầy dạy chỉ. Bác vui vẻ kể lại, ngày nọ bác bệnh khá nhiều nhưng đã thuyên giảm, nên buổi tối bác chạy xe đạp lên tổ đình viếng thăm Đức thầy. Sau khi vào chỉnh lễ tổ đình xong, trở ra Đức thầy ngồi bên chiếc trường kỷ cùng các lão đồ khác chờ bác ngồi xuống. Đức thầy có lời khuyên bác: thôi hương quản ăn mặn lại đi. Bác trả lời: bạch thầy, tôi cương quyết ăn chay trường cho tới khi bỏ sát. Đức thầy nhìn thẳng bác nói tiếp: ông hương quản dám cãi lời tôi sao? Tôi đâu dám cãi lời thầy, nhưng đã phát nguyện trường chay giới sát cho đến cuối đời trước Tam Bảo rồi, thưa thầy. Có chắc không? Thưa chắc. Thầy gạn hỏi và tôi đáp y như thế 3 lần. Bây giờ Đức thầy cười và có lời sắp tấn: nếu có ý chí dũng mãnh, sao về Tây Phương Cực Lạc trước chờ thầy. Từ đó bác hạ thủ công phu, đến giờ phút cuối vẫn không quên niệm Phật và ra đi trong thanh thản. Thật vậy, có lập trường tu tiến vững chắc thì luôn được Đức thầy trợ trưởng như lời Châu Ngọc sau đây: gió đưa nhầm đúc đêm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành ghẹo chim.
giọng Bắc Hòa Nam, thuật theo lời của anh Nguyễn Quyền. Tiếp theo là mẫu chuyện Đọc Tư Tưởng. Sau nhiều lần nghe Đức Quỳnh giáo chủ đối đáp với các thức giả, chánh trị gia, ngày kia khoảng trung tuần tháng 2 năm Ất Dậu 1945, một thức giả tìm tới văn phòng Đức Thầy làm việc ở số 38 đường Michel, Sài Gòn tiếp kiến. Vị ấy hỏi: xin Ngài chứng minh hay giải thích cụ thể có tính khoa học về việc Ngài đọc được tư tưởng của người khác. Đức Thầy vui vẻ cho mấy biết: tôi ví như cái máy thu thanh radio, nhạy cảm và mạnh hơn máy thu thanh của người khác, bởi khi tiếp chuyện thì những ý nghĩ trong trí thể hiện thành những làn sóng tivi âm tần, mà mấy người bình thường ví như cái máy thu thanh yếu nên không thể bắt được những tần số của làn sóng đó. Còn tôi như cái máy thu mạnh siêu tần số và âm lượng nhạy cảm hơn, nên thu bắt được làn sóng tư tưởng của người đối diện. Có người còn gọi đây là giác quan thứ sáu. Vị học giả này nghe xong gật đầu chấp nhận và từ giả. Trích trong quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm. Tiếp theo là mẫu chuyện Đất Chết Nằm Ở Đâu. Ngày 24 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy về đài thuyết pháp trong dinh quận đường Tịnh Biên, Châu Đốc. Sau đó, tôi thỉnh Đức Thầy về phái đoàn về nhà tôi. Đức Thầy nhìn lên nóc nhà, rồi nhìn ra ngoài sân hồi lâu. Ngài hỏi: tôi đố mấy ông, người chết nằm dưới đất địa táng, vậy đất chết nằm ở đâu? Chờ hồi lâu, không nghe ai trả lời. Ngài lặp lại lần thứ hai cũng như lần trước, mọi người đều im lặng. Đức Thầy giải thích: đất chết nằm trên đầu mình, chứ nằm ở đâu? Vừa nói, Ngài chỉ tay lên mái ngói nóc nhà. Các tín đồ một phen thích thú về tài biện luận của Ngài. Thuật theo lời ông Đặng Văn Sò ở Tịnh Biên. Tiếp theo là mẫu chuyện Cạn Đìa Mới Biết. Lúc Đức Thầy chưa bị nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt buộc rời khỏi làng quê Hòa Hảo, ngày nọ bá tánh thập phương ra về gần hết, chỉ còn lại số tín đồ thường xuyên thân cận. Ngài hỏi: đố các ông, người ta đắc địa bắt hết cá, còn sót lại con gì? Chờ đợi hồi lâu không ai lên tiếng. Đức Thầy giải thích: có khó gì đâu, sau khi chờ bắt hết cá dưới địa thì còn sót lại con lươn, vì nó chui sâu dưới lớp trịnh. Lời giải thích này có ý nghĩa sâu xa, chỉ những ai chạy theo công danh, hình tướng hay phong trào thì không sao tồn tại, cũng đồng âm, đồng nghĩa với chữ lương hiền. Dân gian có câu cạn đìa mới biết lóc trê. Mọi người có vẻ mặt suy tư về ẩn ý trên của Đức Tôn Sư: ta đây dường thể như lươn, cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu. Dặn dò bổn đạo. Tiếp theo là mẫu chuyện Phấn Trắng Viết Chữ Đỏ. Một ngày mùa hè năm 1945, tại Văn Hồng ở Sài Gòn, anh em ngồi lại đọc lên bốn câu lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Giác mê tâm kệ, anh em tín đồ ngồi bàn mãi nhưng không hiểu ý bài toán đố Đức Thầy dạy trong quyển tư có ý nghĩa ra sao. Ngay lúc ấy, Đức Thầy từ trên lầu vừa xuống, một đồng đạo lên tiếng nhờ Thầy giải thích. Đức Thầy lấy cây phấn trắng đưa lên hỏi mọi người: có ai cầm cục phấn trắng này viết chữ đỏ được không? Nghe Thầy nói thì nghĩ đây là chuyện lạ lẫm nên nói: nhờ Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu chung. Ngài lại tấm bảng cầm phấn trắng, vừa viết chữ vừa đọc lớn, đờ o đo hỏi đỏ. Bây giờ mọi người mới dở lẽ cười rộ lên, bày tỏ thán phục. Đức Thầy cho biết: đã bảo đó là toán đố mà. Thuật theo lời ông Võ Như Sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố một. 2 x 2 = 3. Sau 2 tháng công tác khuyến nông kết thúc, Đức Thầy trở về Sài Gòn. Bấy giờ các đồng đạo sắp xếp nơi ở mới và đặt văn phòng tại đường Michel. Tôi từ Châu Đốc lên báo cáo công tác giáo sự.
được Đức Thầy cho lưu lại thời gian. Ngày nọ, khoảng 10 giờ sáng, tôi được phân công tiếp đãi ba vị khách là người học thức cao và từng đọc giảng do Đức Thầy sáng tác. Qua đàm đạo, mọi người đưa hai câu giảng. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì được hưởng nhờ. Quyển tư, mọi người luận bàn sôi nổi, vẫn chưa ngã ngủ. Đang lúc chưa tìm ra lời giải, từ trên lầu đi xuống, ngài hỏi, các ông bàn luận việc gì mà sôi nổi đó? Tôi, xã bộ, đứng lên đáp, thưa thầy, chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa về hai câu giảng toán đố do thầy viết trong quyển tư Giác Mê Tâm Kệ. Được, vậy là tốt, sẵn đây tôi đố các ông, 2 lần 2 là mấy? 2 lần 2 là 4, thưa thầy. Không phải, đó là các ông tính theo cửu chương, toán nhân, em học trò nhỏ tính cũng được, nhưng đây là toán đố mà, tính lại đi. Nói dứt lời, Đức Thầy ra trước sân ngắm mấy chậu kiển, còn lại ba ông khách và số tín đồ, mọi người bóp trán suy nghĩ, vẫn chưa ra đáp án. Chừng 5 phút sau, ngài trở vào hỏi tiếp, sao, các ông tính được chưa? Bạch thầy, vẫn chưa được. Để tôi nói mí cho các ông nắm ý, 2 lần 2 là 3 đó. Nói là 3, chứ không là 4 nghe. Đây là bài toán đố, chứ không phải là cửu chương. Cho các ông tính lại đó. Đức thầy lên lầu, mọi người cũng cố sức tìm hiểu. Ít phút sau, ngài trở xuống hỏi, sao, nãy giờ có ai tính ra chưa? Chúng tôi tính không ra, nhờ thầy giải cho anh em đọc thêm. Có khó gì đâu, đây các ông nhìn theo tôi. Đoạn ngài cầm tờ giấy nhỏ, đưa lên, vừa xé làm hai để xuống và nói, đây là 1 lần 2. Rồi để tờ giấy xuống bàn, cầm tờ giấy kia xé làm hai, vừa nói, đây là 2 lần 2. Để tiếp nửa miếng giấy xuống mặt bàn, còn lại nửa tấm giấy Đức Thầy vừa đưa lên vừa xé hai, rồi đặt cả hai tờ giấy xuống và nói tiếp, 2 lần 2 là 3. Các ông xem kỹ coi có phải 2 lần 2 là 3 không? Đâu phải 2 lần 2 là 4. Đố mẹo mà. Mọi người có mặt vỗ tay tán dương, thuật theo lời ông Lê Công Bộ. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố 2. Đầu tháng Giêng năm Bính Tức 1946, Đức Thầy ở sở chỉ huy bản danh tại miền Đông Nam Bộ kháng chiến chống Pháp, bên cạnh các chiến sĩ liên khu Bình Xuyên. Một hôm, nhân lúc rảnh việc quân cơ, các chiến sĩ hòa hảo cùng luận bàn đạo lý. Một hôm, nhân lúc rảnh việc quân cơ, các chiến sĩ hòa hảo dân xã cùng luận bàn đạo lý lần đến câu, lời truyền sấm như bài toán đố, anh em luận coi ý câu giảng này thầy dạy ra sao. Mọi người kể suy diễn ý này, người cho là ý kia. Trên 10 phút chẳng ý kiến nào được đồng tình. Mai đầu, Đức Thầy vừa đi công tác về tới, thấy mọi người xôn xao bàn luận. Ngài hỏi, anh em bàn luận việc gì sôi nổi vậy? Bạch thầy, anh em đang bàn về ý bài toán đố trong sấm giảng quyển tư của thầy, nhưng chưa tìm được ý. Vậy tức là vẫn chưa tìm ra? Dạ chưa, xin thầy giải thích giùm. Đức thầy tươi cười nói, tôi cho anh em biết một phần, rồi tự mỗi người sắp xếp mà làm nghe. Đây là bài toán cộng, chứ không có gì khó khăn hết. Nó gồm có 8 con số 8, anh em sắp xếp lại, làm sao cộng cho được 1000 là đúng. Đức thầy bước vào phòng đóng cửa lại. Ở ngoài, kẻ ngồi xuống viết trên mặt đất, người lấy viết xoay qua sửa lại, nhưng không sao được 1000. Hồi lâu, Đức thầy bước ra hỏi, nãy giờ có ai tính được ra trình bày coi? Thưa thầy, chúng tôi sắp xếp cách nào cũng vẫn không đúng 1000, xin thầy giải cho. Đức thầy đi tới tấm bảng, tay cầm cục phấn để sẵn. Ngài sắp hàng đầu 3 con số 8, hàng thứ gì 2 con số 8, theo hàng chục và đơn vị, còn lại 3 con số 8 sắp xuôi theo hàng đơn vị, cộng lại thành 1000 như sau. Một tràng pháo tay hòa với tiếng cười chừng 1 phút. Đợi tiếng cười dứt, Đức thầy cho biết, đây mới là phần sự của bài toán, còn phần lý của nó trong tôn chỉ hành đạo, tôi có viết trong 8 điều răn cấm.
nếu tín đồ nào giữ được trọn không vi phạm vào một việc nhỏ, một cách kỹ lưỡng, tất được 1.000 việc phước nhân. 1.000 việc phước nhân đó có hiệu năng đưa mình đến dự hội Long Hoa, sống đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Nghe xong tất cả yên lặng suy nghĩ lời giáo huấn của Đức Tôn Sư, Đức Thầy trở lên văn phòng, thuật theo lời kể của ông Trần Văn Tươi, sáo rớt. Tiếp theo, đến mẫu chuyện bài toán đố. Tôi, bác sĩ Trần Lũy, nguyên quán làng Mỹ Luông, Chợ Mới, Long Xuyên, tốt nghiệp y khoa tại Paris, Pháp, diện kiến Đức Huỳnh giáo chủ khoảng từ năm 1940. Tôi nêu câu hỏi, xưa Phật Tổ Thích Ca dạy các sa môn xuất gia có đến 250 giới và 348 giới, còn Ngài dạy tín đồ thời nay chỉ có 8 điều răn cấm, liệu có ít lắm không? Tuy tôi dạy tín đồ 8 điều răn, nhưng nếu họ hành y từ thô tới tế sẽ trở thành 1.000 giới cấm. Ông bác sĩ có thể sắp bài toán đố sao cho ra được 1.000 điều mới thấy diệu dụng mà tôi dạy cho tín đồ trong sấm giảng. Nhân tiện đây, tôi đố các ông làm bài toán gì có 8 con số 8 thành 1.000 như lời tôi viết. Lời truyền sấm như bài toán đố. Trong khi tôi làm tính đủ cách ngược xuôi, trên dưới vẫn chưa tìm được đáp án. Lúc ấy Đức Thầy giải thích, này ông bác sĩ, bài toán đố có 8 con số 8. Nếu cộng 5 hàng theo đơn vị sẽ thành 1.000. Cách sắp như sau. Hàng đơn vị 5 con số 8, hàng chục 2 con số 8 và hàng trăm 1 con số 8, cộng xuống là 1.000. Chính nhờ cuộc gặp lý thú mà tôi trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thuật theo lời của bác sĩ Trần Lũy, trạch giá. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố. Ngày kia khoảng trung tuần tháng 2 năm Ất Dậu 1945, một thức giả tìm tới văn phòng Đức Thầy ở số 38 đường Miss Sài Gòn tiếp kiến, đem theo quyển sấm giảng do Ngài sáng tác, hỏi: tôi đã xem quyển sấm giảng này do ông viết, nhưng có điều thắc mắc, sao các tôn giáo ai dạy đạo cũng cấp cho tín đồ của mình một lòng phái, còn ông Tư thì không? Nhìn thức giả, Ngài ôn tồn đáp: tôi không phát lòng phái cho tín đồ là có lý do, vì tôi biết sau này xảy ra chuyện không hay cho bổn đạo mình, nên không chủ trương phát lòng phái. Thưa ông Tư, ông không phát lòng phái, nhưng ông truyền khai đạo pháp khắp nơi, ai cũng quy y theo, đông quá, biết ai là ai? Rồi khi đạo lan khắp năm châu thì làm sao ông biết ai là tín đồ mà lựa chứ? Bởi trong sấm giảng ông có dạy, kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, quyển tư. Đức Thầy tươi cười giải thích, tôi đã nói với ông rồi, khi xưa Phật Thầy Tây An phát lòng phái, vì thời gian còn xa, nay tôi ra đời khai quá, gần thời gian lập hội lắm. Tôi cho ông biết, đến hội Long Hoa, người hung người hiền đều có mặt, đặng có thưởng có phạt. Vì vậy nếu tôi phát lòng phái cho tín đồ như ông thắc mắc, là ông vô tình giết tín đồ của tôi. Tôi đã thắc mắc, sao ông Tư khiến cho tôi càng thêm thắc mắc, là tôi vô tình giết tín đồ? Xin nói rõ hơn. Nè, tôi nói cho ông biết, tới hội Long Hoa, người hung và người hiền đều có mặt. Nếu tôi phát lòng phái cho tín đồ, thì khi tới hội, người hung đón đường họ giết tín đồ để giật lòng phái, cho nên tôi không chủ trương phát lòng phái là lý do này. Trầm ngâm hồi lâu, vị thức giả hỏi tiếp, ông nói vậy cũng phải, nhưng làm sao ông nhận ra ai là tín đồ chân tu của mình? Dễ lắm, ai mà giữ 8 điều răn cấm là tín đồ của tôi.
Thưa ông Tư, theo tôi được biết, những ai theo đạo Phật, nếu tại gia, thì giữ tam quy ngũ giới, xuất gia, chưa đủ tuổi, thì thọ giới sa di, thập giới. Còn người đủ 20 tuổi trở lên, điều kiện thọ cụ túc giới, nam thọ 250 giới, nữ 348 tới 500 giới. Thọ nhiều giới như vậy mới thành Phật. Còn tín đồ, thọ có 8 giới thì thành cái gì? 8 điều răn cấm, tâu dạy tín đồ có diệu dụng, nhiếp quá 1000 giới của Phật tổ xưa dạy. Tôi tỉ dụ cho ông dễ nhận thức. Ông không chịu vô nhà của người ta mà đứng bên ngoài cửa thắc mắc bên trong tủ, bàn, ghế làm bằng cái gì? Ông chủ nhà thành thật nói là cây danh mộc, trắc, cẩm. Nhưng ông không chịu, như vậy có đúng không? Để chứng minh cụ thể, tôi cho ông 8 con số 8, tượng trưng 8 điều răn cấm. Ông tự do làm các phép tính, miễn sao ra được 1000 giới là đúng. Đó chính là sự siêu màu của 8 điều răn. Đức Thầy đưa ông tấm giấy viết và nói: tôi đố ông làm sao ra cho được 1000. Nói xong Ngài đi lên lầu. Ông khách ngồi lại chăm chú tính toán hồi lâu. Đức Thầy trở xuống hỏi: sao rồi, ra được 1000 chưa? Đây là bài toán đố chứ không phải là toán nhân nghe. Ông khách đứng lên nói: tôi chắc là mình không sao làm được. Tại ông chưa hành cái đạo của tâu dạy thì làm sao làm được. Thôi để tôi làm cho ông xem. Trước hết viết 5 con số 8 một dọc theo hàng đơn vị, rồi viết 2 con số 8 hàng kế là hàng trăm, xong gạch dưới rồi cộng lại như sau: 5 lần 8 là 40. Viết con số 0, giữ con số 4. 2 lần 2, 2 lần 8 là 16, cộng số 4 giữ là 20. Viết con 0, giữ con số 2. Còn 8 cộng với số 2 giữ là 10, tổng cộng là 1000. Ông khách vỗ tay hoan nghênh. Đức Thầy nói tiếp: đây là tôi lấy sự diễn lý cho ông thấy rõ. Bây giờ tôi nhờ ông làm thêm một bài toán nữa. Đây là bài toán nhân. Ông lấy 4 quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, rồi nhân cho 250 giới của tỳ kheo, thử coi ra bao nhiêu. Vị thức giả sắp ra: 250 nhân 4 bằng 1000 là quay nghi tế hành. Ngài cho biết: người tín đồ Phật giáo hòa hảo của tôi chỉ hành 8 điều răn cấm mà diệu dụng như thế. Người thức giả bái phục và xin từ giả ra về. Thực theo lời ông Lê Văn Phú từ Tho. Tiếp theo là mẫu chuyện bài toán đố. Chị Ba Năng xã Hòa Lạc, Tân Châu, tức thi sĩ Hoàng Lan, kể câu chuyện khá lý thú. Chồng chị rất giỏi toán, quê Vĩnh Hanh, Trà Kiết. Khoảng hạ tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, nghe thầy Tư Hòa Hảo ra đời dạy đạo, anh qua Hòa Hảo tìm hiểu cho rõ thật hư. Đến nhà ông cả, thấy bà con khắp nơi tới khá đông. Anh chưa kịp hỏi gì thì thầy Tư nắm tay mời ngồi nơi trường kỷ trong nhà khách. Thầy Tư nói: biết ông rất giỏi toán, đâu ông thử làm bài toán chia số 188, rồi chia trên 100, dưới 100, xem có được chăng? Tôi không trả lời được hay không, nhưng vẫn lấy giấy viết sắp số, mãi vẫn không được, nên lên tiếng: tôi xếp chia không được, xin chịu thua, nhờ thầy Tư chỉ cho tôi hiểu. Có gì khó đâu, ông coi đây. Vừa nói thầy Tư lấy giấy viết sẵn trên bàn, rồi viết con số 1 dài ra, rồi viết tiếp 2 con số 8 liền theo, rồi gạt ngang, eo 2 con số 8 và giải thích: đó có gì khó đâu.